Quang Bảo cùng với Kim Thanh xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả nghe đài FM 99.9 MHz. Và ngày hôm nay, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Người Trong Nghề, một trong những chương trình để chúng ta có thể khám phá được rất nhiều những nghề nghiệp mà chúng ta đã từng nghe qua hoặc thậm chí là chưa từng nghe qua. Thì những nghề nghiệp như vậy sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Vậy thì không biết là đối với chị Kim Thanh thì những nhân vật cũng như là nghề mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay có điều gì đặc biệt đối với chị hay không? Mỗi lần làm show Người Trong Nghề thì chị luôn cảm thấy là tại sao mình quá là nhỏ bé, tại sao mình cái gì mình cũng không biết hết, và lần nào mình cũng áp lực. Nhưng mà như là lần trước á, Bảo nhớ là mình làm nghề huấn luyện viên yoga. Thì sau khi mà thấy body của các huấn luyện viên yoga xong, vừa xuất hiện trong phòng thu là tự nhiên mình cảm thấy là tự ti mặc cảm. Thì mình nghĩ là ngày hôm nay mình giới thiệu có lẽ là rất là quen thuộc rồi, mình sẽ không áp lực. Nhưng mà sau khi mình nghe giọng nói của các khách mời mà trước khi vào phòng thu, tự nhiên cái bây giờ chị không muốn nói chuyện nữa. Tại vì bây giờ giọng của mình cảm giác rất là lạc lõng ở trong đây. Mà chị có biết không, đối với em á, những khách mời xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay là những người mà em coi như là những phù thủy giấu mặt vậy đó. Chị hiểu là khi mà họ thể hiện được tài năng của họ một cách trọn vẹn nhất thì em có cảm giác như là cảm xúc của em nó giống như là một cái món đồ chơi mà họ có thể tung qua tung lại bằng cái những lời mà họ nói ra. Họ có thể làm cho em sung sướng tột cùng, hay thậm chí họ có thể làm cho em cảm rất là đau khổ. Chỉ có hiểu được cái cảm giác mà tại sao đây là những người nào mà làm cho mình có cái cảm xúc như vậy, nhưng mà mình chưa bao giờ mình được gặp mặt họ hết. Thì may quá ngày hôm nay Quang Bảo với Kim Thanh cũng đã có cái dịp được gặp mặt những vị khách mời đó trong trường quay này rồi. Vâng, và cũng phải nói ở trong các khách mời là cũng có một người là tiền bối trực tiếp của Kim Thanh. Mà tại sao lại gọi là tiền bối trực tiếp? Vâng, đó là vì chúng tôi đang đề cập đến một cái nghề rất là liên quan đến âm thanh, mà bây giờ mình không biết là dịch tiếng Việt như thế nào, Bảo. Gọi là voice talent thì mình nên dịch làm sao cho nó phù hợp ha? Thật ra cái này thì em cũng chưa biết là phải dịch cái từ nào gọi là chính xác trong từ ngữ tiếng Việt hết. Chắc là chúng ta phải giới thiệu các vị khách mời, và chắc là những người làm công việc này thì họ sẽ có thể diễn giải ra một cách tốt nhất và chính xác nhất cái nghĩa của cái voice talent thì tiếng Việt là gì. Trước hết thì cái người ngồi bên cạnh Kim Thanh mà Kim Thanh luôn nói đây là tiền bối của Kim Thanh, và là cái người trong những cái ngày đầu tiên mà khi mà Kim Thanh vào đài để làm việc á, là để đọc các bản tin rồi có thể dẫn chương trình như thế nào. Và đặc biệt ngày xưa là Kim Thanh phải nói là bị đài từ về tiếng địa phương rất là nhiều. Và chính chị là người hướng dẫn cho Kim Thanh điều chỉnh lại những cái từ ngữ cho nó bớt địa phương chút xíu. Thì vâng, đó chính là chị Mai Trinh. Và ở trên làn sóng 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh là ai cũng biết đến chị Mai Trinh, ai cũng biết đến Quà Tặng Âm Nhạc rồi. Chắc là bây giờ chị lên tiếng luôn đi ạ. Ok, lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào rất là tốt đẹp và tốt đẹp nhất đến với tất cả các thính giả thân thương của VOH nói chung và của FM 99.9 MHz nói riêng. Nãy giờ nghe Kim Thanh nói thì ở đây thật tình là chị nha, tại đang nói tiền bối thì Mai Trinh rất là nở mũi luôn á, Bảo. Sao thấy được khen quá. Nói chung là làm nghề này đã thấm thoát là gần 30 năm. Thì cái nhân duyên thì có lẽ là chắc là trời phú cho một cái, đầu tiên là trời phú cho một cái giọng. Còn đài từ thì tại vì là người Sài Gòn, thành ra là cái tiếng hoặc là cái đài từ hoặc là cái âm gì đó nó cũng trọn vẹn và nó cũng tròn hơn là ở những người địa phương khác. Mình không có nói, nhưng mà tại vì mình người Sài Gòn thì nó vậy thôi. Còn làm cái nghề voice talent này á, thì là cũng cảm ơn đài và cũng cảm ơn FM 99.9 là nơi mà chấp cánh cho Mai Trinh đi theo cái nghề này. Nhờ nghe FM 99.9 thì nói chung là các công ty hoặc là những cái chỗ mà người ta có chung là làm quảng cáo á, thì người ta thấy giọng vậy người ta mời, thì bắt đầu là cũng là một trong những người trong cái giống như anh Đạp Phi. Là một cái lứa đầu tiên làm cho quảng cáo, đúng không anh Đạp Phi? Đọc quảng cáo là một trong những coi như là đầu tiên ở Sài Gòn và ở cả nước luôn. Là làm cái nghề voice talent là có nghĩa là đọc quảng cáo các thương hiệu. Là chị Mai Trinh đã tiết lộ luôn vị khách mời thứ hai của chúng ta. Anh Đạt Phi thì quá nổi tiếng trong ngành, trong nghề luôn. Đúng rồi, cũng là tiền bối của Mai Trinh đó, mặc dù là chung lứa nhưng mà vẫn là tiền bối đàn anh. Chẳng qua là tại lớn tuổi hơn. Chắc là anh Đạt Phi cũng sẽ nói lời gì với các thính giả ha. Xin chào quý vị khán thính giả nghe đài. Thì các bạn thì cũng đã nghe giọng nói một người phụ nữ, một giọng nói không tuổi. Thì
Phi cũng không dám nhận là tiền bối, chỉ nhận là người lớn tuổi hơn Trinh thôi. Thật ra mà nói thì cái nghề bôi trơn này á, ở thị trường mình chỉ nói ở phía miền Nam thôi, thì cũng còn những anh chị lớn tuổi khác nữa vào trước cả Phi và Trinh luôn. Thì thí dụ như là anh Trung Châu nè, chị Thi Mai nè, chị Phụng. Kim Phụng nè, là những chất giọng là cất lên là chỉ là chỉ biết tê tái thôi. Phi là một trong những người đó. Rồi sau này thì có thế hệ sau trẻ trung hơn và giọng nói cũng đang hot hiện nay. Như bạn trai mà vừa đẹp trai vừa ngồi cái bên cạnh Đạt Phi đó là bạn Tiến Đạt. Đó, Tiến Đạt là giọng đang hot nhất hiện nay về Việt Nam. Cứ cất giọng lên là nghe Tiến Đạt, cất giọng lên là nghe Tiến Đạt. Thì chắc là Đạt lên tiếng luôn ha. Lần đầu tiên thì cho phép Tiến Đạt gửi lời chào đến anh Đạt Phi, chị Mai Trinh, cùng hai MC và quý vị thính giả đang nghe chương trình. Thực sự ngày hôm nay được ngồi ở đây chung với lại anh Đạt Phi và chị Mai Trinh là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn. Bởi vì bản thân Đạt là vô nghề cũng có thể gọi là thời gian ngắn thôi, có thể kể đến là khoảng 10 năm thôi. So với mấy chục năm của các anh chị thì không là cái gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì được lời mời của chị Kim Thanh mà mời đến, và chị Kim Thanh có nói rằng có anh Đạt Phi và chị Mai Trinh tham gia nữa. Ôi, thì cái cảm giác đầu tiên của Đạt là cảm giác rất là tự hào và vinh dự khi được ngồi ở đây. Cảm ơn anh Phi rất là nhiều vì đã khen tặng em. Không, mà thật sự rõ ràng đúng không? Và nếu như quý vị mà có xem những đoạn quảng cáo hay là rất nhiều là những đoạn viral clip của các nhãn hàng thì chắc chắn anh sẽ nhận ra những cái giọng đọc rất là quen thuộc như thế này. Còn nếu như mà ai mà còn mê phim nữa thì chắc chắn là sẽ nhận ra giọng của anh Đạt Phi cũng như chị Mai Trinh ở đây. Và chắc chắn rồi, Bảo nghĩ rằng là không chỉ là Bảo mà rất nhiều người Đạt cũng đã gắn liền một cái phần ký ức của mình đối với những bộ phim mà đã được lồng tiếng thông qua giọng đọc của tất cả các anh chị. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái khoảng thời gian để mà chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau như thế này và để cùng trò chuyện về cái nghề này. Vậy thì không biết là anh Đạt Phi cũng như chị Trinh có thể chia sẻ là cái nghề này, hồi nãy là chúng ta cũng có kể ra tên của rất là nhiều những tiền bối khác nhau. Vậy thì cái nghề này thật sự đã xuất hiện ở Việt Nam từ khi nào, và rồi nó xuất hiện ra làm sao vào cái thời kỳ mà mọi người chưa hề có bất kỳ một cái nhận thức gì liên quan tới cái nghề gọi là voice talent này hết trơn? Bên Phi nói ạ, tại vì nếu mà về lồng tiếng phim thì là anh Phi vua. Bây giờ mình nói về cái lĩnh vực nào, lồng tiếng hả? Dạ. Nói chung về voice talent luôn, là cái thở sơ khai á, từ khi nào mà bắt đầu xuất hiện manh muốn cái nghề này. Nhưng mà ngày xưa thì chắc là không phải cái tên là voice talent, mà có nghĩa là mọi người cứ có nhu cầu là bắt đầu xuất hiện thôi, đáp ứng nhu cầu đúng không ạ? Về lồng tiếng, lúc đó thì nó gọi là lồng tiếng thì đúng hơn. Thì tại vì khi mà chưa có lồng tiếng thì cũng chưa có quảng cáo. Lúc đó đầu tiên xuất hiện là cái lồng tiếng, chứ không phải là quảng cáo. Thì lồng tiếng nó xuất hiện vào khoảng thập niên 90 thì phải. Tại bởi vì trước Phi nữa là cũng có xuất hiện một nhóm, gọi là một nhóm, bởi vì lúc đó ở Sài Gòn mình về lồng tiếng cũng hiếm lắm. Đa số là lồng tiếng phim Việt Nam là nhiều, nhưng mà lồng tiếng phim nước ngoài thì TVB. Còn anh Phi là làm bên ATV. Thì TVB xuất hiện trước, thì khoảng thập niên 80 gần 90 á, thì có một số anh chị, thí dụ như là chị Bích Ngọc, anh Thế Thanh, rồi anh Bá Nghị là sau này nữa, rồi anh Quy Hồ cũng nhiều lắm. Thì cái ekip nó trở nên giống như một cái gì đó đã đi vào tuổi thơ của tất cả chúng ta, cho những người mà sinh những năm thập niên 60, 70, 80 kiểu như vậy. Thì tới năm thập niên 90 thì tới ATV vào thị trường Việt Nam, rồi Đài Loan, lúc đó Singapore cũng có luôn, thì bắt đầu mới hình thành nên một vài nhóm, ví dụ như nhóm TVB, nhóm ATV, nhóm San Giang. Nó sẽ có một cái ekip, chứ một cái ekip như vậy thì nó tầm khoảng 7 người chứ không được 9 người như sau này. Chỉ có 7 người thôi, 4 nam 3 nữ, thì có nghĩa là 4 nam 3 nữ đó cân hết cả một đại quân á. Có nghĩa là một bộ phim tất cả các vai luôn. Đúng rồi, tất cả các vai. Thật ra mà nói thì cũng không phải gọi là các anh các chị là phù thủy gì đó ghê gớm đâu, chẳng qua là ở tình thế bị bắt buộc. Bạn Thanh hiểu không? Thanh với Bảo hiểu. Có nghĩa là mình không có cái cửa nào để mà có ai đó thay thế mình, cho nên buộc lòng chúng ta phải tự giả giọng mà thôi. Đó, rồi
có nhiều khi mới vô thì mình cũng chưa giả giọng được nhiều, mà mình chỉ nhìn thấy những anh chị đi trước á, họ giả giọng rồi mình bắt chước mình làm theo, rồi từ từ cái nó trở thành một thói quen là khi mình nhìn mặt một cái nhân vật đó là tự động mình biết thả cái giọng gì vô cho nó phù hợp. Thí dụ như cái ông đó mớm thì mình biết thả cái mình nói sao anh? Cái kiểu mình nói thử thí dụ như ông già mớm mém đi, răng cỏ rụng hết, thì mình cái hàm ở trên bao giờ nó cũng bị thụt vô, dưới nó đưa ra thì nói chuyện là có mày làm gì vậy, sao không nói cho ông nghe, đó là cái ở dưới nó bập lên mình để ý trong cuộc sống á, tại vì lòng tiếng đòi hỏi bọn anh nó phải quan sát cuộc sống. Đi ra chợ, đi đâu đó, bất cứ cái gì, nhìn thấy một cụ già nói chuyện cũng ngồi nhìn, hoặc là nhìn thấy mấy người mà nhậu say xỉn, mình cũng quan sát là lúc say xỉn thì họ nói làm sao. Bản thân anh cuộc đời anh có bao giờ anh nhậu đâu, nhưng mà khi mà lòng những vai say thì mình lại nhớ những người đó để mà mình áp dụng vào trong cái lòng tiếng của mình. Nó là như vậy. Anh say giúp em xíu thôi anh. Say giúp em thì say, nói say chứ biết làm gì. Giờ anh nói cho em nghe nè, muốn phỏng vấn gì anh trả lời đó, nhưng mà anh nói say đúng thì anh không có chấp nhận nghe. Cái kiểu như vậy là cái say là mình phải nghiên cứu là à tại sao say họ nói nhiều vậy, là bởi vì họ không có khống chế được bản thân. Cái giọng họ cũng không có khống chế được luôn. Cho nên là cái giọng họ lúc nào cũng buông ra. Thấy không? Có một lần anh thử, anh uống hơi say say thử để khám phá mình. Thì anh thấy rằng là khi cái tay anh cầm một ly bia, anh cố anh kìm hãm, anh cầm đàng hoàng, thì cái tay lại rớt xuống cái đục, rớt xuống cái bọp như vậy. Thì có nghĩa rằng à, hình thể của người ta không khống chế được, cho nên giọng nói người ta cũng trở nên như vậy. Đó. Nhờ tất cả lúc đó là thần kinh làm cho họ chậm đi đó. Đúng rồi. Cái lời nói nó cũng sẽ kéo dài dài. Nhưng mà có một cái hài hước là rất là vui. Lúc đó anh làm cho ATV mà cái thời điểm năm 99 mấy, là lúc đó anh cũng ham mấy gần 30 tuổi rồi, chắc cũng trạc trạc đạt bây giờ. Thì lúc đó cũng có những người tiền bối lòng chung nữa, ví dụ như anh Trung Châu. Anh Trung Châu thì lúc đó cũng 40 mấy. Rồi một số bạn nói chung là cũng hàng 3 không à, không có ai hàng 20 mấy hoặc 10 mấy hết. Còn các chị nữ thì cũng tầm khoảng 20 mấy 30. Đụng ngay cái phim ông đó là nuôi 5-6 đứa con, có 2 đứa gái còn nhiêu trai không à. Rồi ai lòng cho các bạn đó bây giờ. Thế là xúm nhau, chia nhau mà lòng. Ta nói cưa giọng ra mà thấy thương luôn, chứ đâu có tài thánh gì, bị trong tình thế bắt buộc mà. Mà lúc đó tội nghiệp anh Trung Châu lắm. Anh Trung Châu phải lòng cho một thằng gọi là anh hai của bầy đó. Mà anh nhớ cái vai anh hai đó cũng tầm khoảng 13-14 tuổi rồi. Mà giọng của anh Châu thì em biết cái lực nó cỡ nào, giọng dây, giọng gọi là huyền thoại luôn. Mà anh lòng cái thằng nhỏ đó. Xong rồi cái khi mà lòng xong, ông Hoài mới nói: trời ơi, phải công nhận đó nha, lòng cái vai đó mình nhắm mắt mình nghe á, tưởng tượng như đó nó trổ mã rồi. Không, mà thực sự đúng là như vậy. Tại vì thật ra như em đi, em ngày đó Quang Bảo lúc mà thời còn nhỏ, khi mà coi phim á, thì nghĩ là ừ thì một người chắc là lòng tiếng cho một giọng thôi, chắc nhiều giọng lắm đúng không? Lúc đó không phải những Quang Bảo đâu, chị lớn hơn Quang Bảo ha, nhưng mà cũng chị cũng nghĩ là chắc trong cái ekip đó là nhiều giọng lắm á. Tại vì thời đó, thời TVB ATV á, là nhà nào cũng phải có cái đầu máy để đúng rồi. Mà rất mê, mà mê thiệt mê luôn á. Sau này vô nghề mới thấy được là cái cực khổ của cái nghề đó, cực lắm em ơi. Vô mới thấy được con nhúm gần 4-5 người mà coi như cân hết nguyên bộ phim luôn. Nó có nhiều khía cạnh để mà làm ra như vậy. Là nó đủ thứ, nó đụng tới tài chính, rồi đụng tới cái này cái kia, đụng tùm la, để thành ra là chỉ có một nhóm 4-5 người vậy á, để người ta cân hết cái bộ phim. Không phải là người ta thích người ta làm, nhưng mà nó có một cái những cái khác nữa. Nhưng mình phục họ thiệt. Sao là chị, đúng rồi, rất phục. Nói chung em hơi thắc mắc là nhiều vai quá có khi nào bị liệu không á. Là vai này đang lòng vai này mà nhớ cái khả năng tài chính á đó, đó, nó quyết định, nó quyết định tài năng cho sau này đó, là bởi cái bài toán kinh tế. Nhờ cái khả năng tài chính mà mình chuyển hóa được đúng rồi. Tình là như vậy. Nhưng mà nhưng mà tính ra nếu mà anh chị nói như vậy là vào cái thời điểm ngày đó thì mình xuất phát điểm không phải là cái người mà có khả năng lòng được nhiều cái giọng khác nhau, mà là tới cái lúc mà gọi là bị tiền đè đó. Đúng rồi. Bị ép, bị đưa vô á, bị ép á. Nhưng mà chị nói cái này là cái nói vậy chứ cũng có mấy cái người mà lòng tiếng là cũng có một chút coi như là năng khiếu thiên bẩm luôn á. Dạ, phải thực sự rồi. Là dữ dằn lắm mới làm được như vậy. Mình theo kiểu mình nghĩ vậy, nhưng mà sau này chị vô nghề chị biết rồi, tại vì nhiều khi đi làm riết á, tự nhiên cái lúc giờ cứ chị khóc cười với kịch bản hoặc là cái gì luôn, tự
đang vậy đó, muốn khóc là khóc ơi là khóc, rồi cười ơi là cười. Tự nhiên lúc đó làm như trong người mình nó vận vô cái nghề. Và đó có mà, là quan trọng nhất là thiên phú. Mà vui lắm. Bởi vì áp lực về thời gian. Cái khi lồng tiếng ấy, chúng ta bị áp lực về thời gian rất nhiều. Một ngày bạn phải lồng được bao nhiêu tập? Trời đó. Ơi. Cái cho nên cái người dịch á là đi đường dịch, mà người lòng là đi đường lòng, có như hai bên không bao giờ mà được giao lưu với nhau hết trơn, cho nên đừng có nói rằng là ồ kịch bản nó được biên tập rất kỹ. Không không hề luôn á, không hề, thậm chí là viết tay một cách vội vàng chứ không được in ấn như bây giờ đâu. Đó, nhiều khi đang cầm kịch bản là chữ nghiêng qua tập hai, chữ nó xéo qua lại riết, là những cái chữ mà cua bò gà bới gì đó đọc được hết lua được hết. Dạ. Không, mình vừa đọc vừa tưởng tượng luôn ha. Đúng rồi. Nhiều khi mình tự tưởng tượng mình tự đặt ra luôn. Dạ. Không, như vậy á. Mà cái hay á là tại vì em cũng từng thử đi lồng tiếng, ý là em lồng cho một vài điện ảnh mà động vai cameo thôi. Chị thì, cũng lồng tiếng thử rồi nè. Thì đó, ý là mình tại vì thật ra lúc mà mình lồng cho phim điện ảnh thì nó rất là có dư thời gian để mình làm được cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện mà làm lồng cho phim bộ như là anh Phi với chị Trinh nói là TVB hay là gì đó. ATV đó. ATV đó là coi như là họ cầm kịch bản mà họ vừa nhìn một mắt đúng thì nhìn rồi. Lên trên màn hình coi diễn biến bộ phim như thế nào, một mắt thì nhìn vô trong giấy và coi như là diễn liên tục luôn, không ngừng nghỉ luôn. Thì một cái như thế này là bởi vì bạn chỉ có mấy người thôi, 4 nam 3 nữ thôi, cho nên bạn phải cân cả bộ phim, mà muốn phân vai thì đâu có ai coi trước, cứ mở lên gì thí dụ như Bảo là người nói nam 1 thì Phi phải là thằng nói nam 2, mà xuất hiện thằng nam 3 thì phải là Đạt, nam 4 nữa thì là một cái bạn kế bên, trở lại 5 năm là thằng năm 1 gánh. cho nên mới có cái chuyện hên xui trong lồng tiếng. Em biết không? Em biết cái từ hên xui không? Có nghĩa là mình không biết số phận của những thằng đó nó sẽ trôi về đâu. Thì anh đã từng bị như vậy. Là ví dụ vậy đó, xong cái anh làm năm 2 phải không? Cái hồi cái thằng năm 5 xuất hiện thì đáng lý bạn này thì lộn. Anh sẽ nói là không, anh giơ tay, sẽ có những người tự nguyện. Tại anh thấy thằng đó nó xấu quá cho nên anh nói là để anh làm giọng bẹt bẹt cho nó vui. Ví dụ anh còn nhớ cái trong cái cuộc bán buôn nô lệ thì cái cô bé kia xuất hiện thì hỏi ai mua cô này không? Ai mua nhỏ này không? Thì cái nhân vật kia nó mới nói là tôi mua. Nhưng mà mặt nó xấu quá đi. Cái anh mới làm giọng tôi mua. Đó, cái thằng đó thành dây chính. Thằng đó thành dây chính mà trong khi anh đã được phân một cái vai khác rồi. Thế là hai thằng đó đi chung với nhau, cuộc đời anh đã gánh nguyên hai thằng đó từ đầu tới cuối phim. Là mình không biết diễn viên không nó biết. Sẽ như thế nào luôn, không biết cuộc đời nó có gì thời đâu. Gian đúng không? Dạ. Nhưng mà cái đó là nãy giờ mình đang nói về cái lồng tiếng thôi, còn về cái spot quảng cáo rồi cái kiểu đó thì không biết là chị Trinh lúc đó là cái thị trường đọc spot quảng cáo nó có giống như bây giờ hay không, và chị tìm đến như thế nào chị ha? Cái mà đọc quảng cáo mà chắc cái thời đầu tiên là cỡ khoảng năm 98, 99 anh. Đúng rồi, trong khoảng thời điểm đó. Tại lúc đó là đầu tiên Sài Gòn và cả nước Việt Nam mình là có quảng cáo. Bắt đầu có quảng cáo. Tất cả các mặt hàng đúng rồi. Nhưng mà thường là voice talent trong Nam á là người ta làm hết mấy chuyện đó. Ít ở ngoài kia lắm. Sau này mới nó có thêm cái voi Nam voi Bắc. Chứ thiệt ra lúc đầu là chỉ có ở trong đây thôi. Thì tất nhiên là cũng ngẫu nhiên thôi là có thể là khách hàng người ta nghe đài, người ta thấy cái giọng mình ok, người ta thích cho cái sản phẩm đó, người ta gọi lại, xong cái người ta mời lên thì lúc nói chung là cũng chẳng có thử gì đâu, lên là ta có cái bản quảng cáo, nhớ hồi đó là làm ở chỗ anh Tâm, chỗ MIDI trước, MIDI là hình như là chỗ là một đầu trong tiên, những đúng là nhận tiên phong á, đúng rồi, nhận quảng cáo đầu tiên luôn á, là anh mà sáng tác bài Vùng Trời Bình Yên á, ông nhạc sĩ đó. Rồi đó, rồi xong mời lại, xong cái đọc là đầu tiên đọc ở đó, xong lại người ta cũng rip trên cái hình, thường là có từ 5 giây, 15 giây hay là 30 giây gì đó. Thì người ta rip cho mình trước. Gì đó, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. À, cái đó là về cái đó là về sữa với thuốc thôi, chứ còn mấy cái khác thì lúc đó thì chưa có cái mấy cái đó, chỉ đúng có rồi. Là mấy cái dạng giống như là dầu gội rồi nói chung mấy cái xin gom, xin xíu. Theo kiểu đó rằng ta grip mình xong rồi mình coi phim. Tại vì nói chung là mình cũng có một cái chút gì đó bẩm sinh, thành ra cứ bắt vô một cái mình làm được liền. Nhưng mà anh nhớ là thời kỳ đó mấy anh em mình á, nó như những con nai vàng ngơ ngác đặt trên lá vàng khô. Vô là chỉ biết là mình bán chất giọng thôi, chứ mình đúng đâu rồi. Có mình không có chủ động được trong cái việc đọc. Yeah, thì người ta chỉ nói anh đọc cái nó cho nó lãng mạn đấy. Còn chả biết lãng mạn là sao thì vô cứ làm đại ra, xong cái bị
chính vì làm đại, chính vì quá ngây thơ cho nên người ta dần một lần. Ví dụ như 30 giây nó dần mà đọc gần nhiều khi gần 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. Buồn ra muốn ná thở luôn. Có 30 giây thôi. Ừ. Đó là thời kỳ đầu, nhiều khi đọc một cái đó gần cả 30 lần, 40 lần. Đúng không rồi. Chọn được. Mệt lắm. Đúng rồi, có lúc vậy thì có lúc là ok 20 lần ok liền, nhưng mà cái thời gian đầu là vậy. Ừ. Rồi sau nó có là tại vì chị Owen Mai Trinh là đọc cái Aquafina đầu tiên của mà để lên á, là chỗ nó coi như là nó chắc hết sức của em luôn á, nó dắt á. Dắt hết hèn sức. Chi khi cái sản phẩm nó ra anh nghe giọng em bằng hơi không à? Đúng rồi, vô bắt là đọc bằng hơi mà đã vậy á, kêu là phải sexy, là nước phải sexy, mà mình nhìn vô thì tất nhiên mình cảm thụ được cái âm nhạc trong cái phim đó, nhưng mà nó cứ bắt là phải sexy hơn. Mình nói là bây giờ cho cái nhạc sexy đi, cho cái nhạc để vô cái lỗ tai thôi mới cảm được, có ngoái được. Ừ. Thì nó cứ cho một cái nhà sexy giống như là đang thay ước kiểu không có đắt, cái này là mình nói vậy đó, xong cái cứ tưởng tượng nhắm mắt xong cứ là cứ phải đọc thôi, mà mỗi lần đọc cho Aquafina ra là coi như là sức lực cạn kiệt. Nhưng mà đổi lại bằng một chất giọng rất là tinh khiết. Dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Tinh khiết rồi gì đó tùm lum tùm la. Em còn nhớ cái câu đó không? Dạ? Aquafina gì đó. Em còn nhớ câu đó không? Aquafina. Đúng không? Không, Aquafina không, nhưng mà em phải nhớ một câu để đọc luôn phải không? Đúng rồi. Nhưng mà anh vẫn nhớ là cái câu rất là dễ thương, nghe rất là đúng rồi. Sexy. Đúng rồi, thì bây giờ nó vẫn còn kêu em đọc sexy kiểu đó. Không, nhưng mà em phải cảm ơn cái khách hàng đó. Yeah. Nhờ nó bắt kỳ sức, em bắt đọc sexy, cho nên giọng của Mai Trinh giờ rất sexy. Bây giờ thì là chuyên về mấy cái mỹ phẩm mà về mỹ phẩm. Có như là từ kem rồi xong rồi dầu gội hay là gì. Chị cũng đó đọc cái có đọc cái cho nhưng mà bây giờ không có phát trên TV nữa mà nó phát trên YouTube thôi. Nhưng mà cái đó là vô coi phim luôn, coi hình đó, nhưng mà theo kiểu cái hình nó không phải lại làm ra là ấy cho mình ấy thôi, nhưng mà nó có một cái gì đó là trên này anh cũng có cái direct đó. Anh cũng có cái đặt cái đó trên YouTube á, là phải coi xong rồi phải nghe. Mà vừa đọc vừa tưởng tượng nó mới ra, không thiệt. Vừa đọc vừa tưởng tượng nó mới ra. Anh cũng có cái niềm đau chôn giấu giống như Trinh. Và khi anh nhận được cái lời mời đọc đó, em thấy không, tiền nó che mắt mình mà. Dạ. Thì trả tiền thì làm thôi. Nhưng mà lần đó anh dám từ chối á, anh nói là em ơi, cái này cô nữ mà anh đọc sao đó. Anh không cảm được. Anh không dám cảm chứ không phải là không cảm được. Đạt có được chưa? Đạt có được mời đọc. Nghe chị Trinh với anh Đạt Phi kể những cái câu chuyện kỷ niệm thì em cũng có những cái kỷ niệm gắn liền với những giọng đọc mà hồi xưa em chưa có vào nghề. Em cứ toàn xem trên TV là có cái giọng đọc này, giọng đọc kia, mà em chưa có trải nghiệm là không biết những người đó như thế nào. Thì em nhớ cái lần đầu tiên em được mời đi đọc quảng cáo là năm 2010. Thì em vào phòng thu đó thì em gặp cái anh giọng Bắc đọc cái sản phẩm đó bằng giọng Bắc, đó là anh Trọng Hải. Và lần đầu tiên em mới giọng đỉnh thời đó. Dạ đúng rồi, lúc đó là giọng rất là phổ biến thời đó. Và cả bây giờ anh Hải vẫn là trong những giọng rất là nhiều ở trên TV. Thì em vừa mới ngồi xuống và ảnh vào phòng thu ảnh đọc á, thì cái cảm giác đầu tiên của em là cảm giác nổi da gà. Ôi, cái giọng này là cái giọng mình đã nghe ở đâu đó rồi, mà bây giờ chính cái người này, chính cái giọng này đang ở trong phòng thu cùng với mình. Rồi lúc đó một trời áp lực, em không thể mà nghe thêm, mà cứ cầm tờ giấy và cứ nhẩm trước. Và khi mà ảnh ra xong rồi hầu như chỉ có 15 phút thôi anh Phi, là 15 phút là hoàn thành cái kịch bản đó. Thì khi mà em vào thì em phải mất, cũng may mắn, cũng không như anh Phi là bị cho ăn hành. Em thì cũng mất khoảng 60 phút để hoàn thành đó. Nhưng mà khi mà mình hoàn thành rồi á, thì cái cảm giác khi mình đi về á, mình mở cửa mình ra khỏi phòng thu á, mình cực kỳ vui và cực kỳ hạnh phúc luôn. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc đó, khi mà ôi, lần đầu tiên mình được thu âm quảng cáo và rồi giọng của mình sẽ được phát trên TV, cái kiểu vậy đó. Thì đó là cái cảm giác hạnh phúc. Và lần lượt trong công việc em có được dịp gặp những giọng nói huyền thoại như vậy, như là giọng chị Kim Phụng, giọng chị Mai Trinh, giọng anh Đạt Phi, giọng anh Trung Châu và cả anh Đông Quân nữa. Đó, thì những cái giọng đọc mà gắn liền với mình, thì tự nhiên cái đó là một cái, em nghĩ rằng đó là một cái món quà
mà gọi là Thượng Đế ban cho mình có cái dịp làm cái công việc thú vị như vậy. Nhưng mà bây giờ thì gọi là voice talent thì nó không mới chỉ đơn thuần là về lồng tiếng hay là đọc spot quảng cáo nữa, mà nó còn nhiều cái lĩnh vực khác nữa đúng không ha? Không biết là như là Đạt hay là anh Phi mình có làm những cái việc gì khác liên quan đến voice talent nữa hay không ạ? Thì tại vì cái từ mà voice talent thì nó là tiếng Anh rồi. Mình chỉ nghe một cái, theo anh nghĩ nó giống như là một cái gì nó chung về, thuộc về giọng nói. Cứ làm gì đó liên quan tới giọng nói voice talent, chỉ có làm MC thì nó không có bị gắn vô cái mác là voice talent thôi. Bây giờ là tại vì hình như là digital này nó cũng phát triển nhiều, cho nên là ví dụ như là radio book hay là book, nói chung là audio sách book. Nói ở trên nói. Mạng rồi hồi nãy là Đạt cũng có nói chuyện với Kim Thanh ở bên ngoài, ví dụ như là podcast đồ các kiểu rất là nhiều đúng không? Thì bây giờ là cái công việc chủ yếu của Đạt là làm gì ha? Cách đây khoảng mười mấy năm thì em có dịp khi mà vừa tốt nghiệp đại học á, thì em xin vào kênh truyền hình HTV3. Thì lúc đó là được training trở thành diễn viên lồng tiếng. Thì lúc đó em cũng chưa có hình dung là công việc diễn viên lồng tiếng là như thế nào. Lúc đó còn quá mới mẻ ở Việt Nam. Sau khi mà được training và được thầy Khánh Hoàng, cái người mà đọc câu là nâng niu bàn chân Việt, training tụi em thì Đạt cũng là một trong những lứa đầu tiên của H3 là đi theo cái phong cách lồng tiếng mới lúc bấy giờ, thì cũng nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều, là có khen có chê, mà em thấy là chê nhiều hơn khen đó anh Phi. Thì bao giờ cái người mới cũng bị soi nhiều. Dạ đúng rồi, đúng cái này đồng ý. Thì từ khi có cơ hội làm nghề thì em mới phát hiện ra ôi có những cái công việc liên quan đến giọng nói rất là thú vị. Ví dụ như là em cũng đã từng có cơ hội làm một phát thanh viên. Cũng có từng có cơ hội làm sách nói dành cho người khiếm thị, rồi cũng có đọc những cái tản văn post trên mạng về những tản văn về tình yêu, về gia đình. Thì em mới thấy là cái công việc về giọng nói nó quá đa dạng đi, bởi vì giọng nói nó như là 50% của một con người vậy, nó có quá nhiều những cái lĩnh vực mình cần khai thác. Thì gần đây khi mà digital phát triển thì em thấy là những công việc mà dành cho giọng nói thì nó càng phát triển nhiều hơn. Ví dụ như là bán hàng online cũng cần sử dụng giọng nói, sự hoạt ngôn, rồi làm radio, làm podcast, rồi cả về lồng tiếng phim, và cả về những cái bạn mà tham gia những cái doanh nghiệp mà muốn tìm hiểu sâu về giọng nói và sự thuyết trình, khả năng thuyết phục á, thì cũng đã quan tâm đến giọng nói nhiều hơn. Em đồng ý trừ cái chuyện bán hàng online thôi. Em thấy bây giờ bán hàng online ta không cần giọng nói mấy đâu, người ta chỉ cần mặc áo 2 giây xong đi đường quyền xong rồi thử áo thử đồ là được rồi, chứ rất nhiều lượt view. Thì hồi nãy qua cái chia sẻ thì nói chung là Đạt thì tốt nghiệp xong vào HTV3 là trend về cái gọi là lồng tiếng rồi. Chị Trinh là từ nhỏ là đã gắn bó ở VOH từ chương trình thiếu nhi đúng không chị? Rồi sau đó là chị Trinh gắn bó luôn tới bây giờ và những cái công việc phụ trợ bên ngoài hồi nãy giờ chị Trinh cũng chia sẻ. Nhưng mà em không biết là với anh Đạt Phi là duyên cớ nào đưa anh đến cái con đường lồng tiếng cũng như là trở thành ở trong lĩnh vực này ạ? Anh cũng có liên quan á, chứ không phải là không có liên quan. Bởi vì ngay từ khi đậu vào trường điện ảnh thì nó đã là có liên quan tới công việc này rồi. Nhưng mà lúc đó thì anh học về diễn viên, có nghĩa là tốt nghiệp ra sẽ làm tài tử điện ảnh. Kiểu như vậy. Lúc đó trong, em biết không, khi mà anh vào trường điện ảnh anh học á, là trong đầu anh mơ ước một nghề đó, anh mặc áo khoác rồi xong đi vô rừng cao su giống như Nguyễn Nhân Tính vậy đó. Sự em có coi anh đóng một cái MV ca nhạc đúng không anh Phi? Đóng nhiều lắm. Đóng MV ca nhạc. Ok, coi là nhiều. Rồi xong rồi cái cũng học ở trong trường mà cũng được cô khen ngợi này nọ dữ lắm. Nhưng mà xét thấy về ngoại hình á, thời điểm đó, thời buổi đó thì ai cũng ốm, mà anh là thuộc dạng ốm nhất. Thì có 45 kg giác à. Thì wow. Anh mỗi lần anh mặc quần tây bỏ quần á, đi ra ngoài đường á, bạn bè nói tướng mày mặc áo dài chắc đẹp lắm. Tại vì cái thời đó quần tây em biết không, nó lên tới eo rồi, bỏ quần vô thấy eo rồi nó đẹp lắm. Nên tự nhiên nó nói câu đó mà anh cảm thấy anh tự ái. Anh thấy rằng là anh không thể nào đi theo con đường đóng phim được đó. Rồi một dịp nọ cô dẫn đi xem lồng tiếng phim Việt Nam thôi, anh còn nhớ phim đó là Tình Khúc 68. Dạ.
thì anh nhìn thấy anh Trung Châu Lòng Tiến. Lúc đó anh Trung Châu cũng chả biết anh là ai, tại vì anh là chính là sinh viên trường điện ảnh thôi. Thì anh thấy anh Trung Châu đang đứng Lòng Tiến, anh nói trời ơi giọng hay, rồi xong lòng khớp 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 y như nhân vật trong phim nói. Cái từ đó sau anh manh nha trong đầu là mình phải theo con đường này. Cái con đường này sau này mình có già cỡ nào đi nữa, giọng mình nó cũng được giống vậy đó, sẽ được, nói chung là mình cũng sẽ được tắm trong cái nghệ thuật điện ảnh, mình sẽ được diễn rất là nhiều vai, nhưng mình sẽ không bao giờ xuất hiện không thấy mặt. Là không thấy mặt thôi. Là vai chính nào mình cũng trải qua hết. Đúng rồi. Thì cái nuôi cái hy vọng đó, cái hoài bão đó từ năm tám mấy lúc mà vào trường cho tới khi mà năm 91 thì em bắt đầu anh thực hiện được cái giấc mơ đó. Và nó đeo đuổi cho tới bây giờ. Mà em thắc mắc là bây giờ thì em biết là mình có kỹ thuật số hết rồi, mình có thể làm đi làm lại, nhưng mà ngày đó mình thu là mình thu theo kiểu gì anh? Đó. Cái đó em nghe cái đó mình có những cái anh nói bắn anh kể cho em rất là nhiều chuyện giai thoại về Lòng Tiến của thời đó. Thật ra mà nói anh cũng là dạng tiểu bối thôi, chứ còn là những anh đi trước nữa thì còn trải qua mấy đó kinh khủng nữa, nhưng mà anh cũng được trải qua kinh qua cái thời buổi kinh khủng đó rồi. Là khi mà lòng phim điện ảnh á, nó cũng không giống như bây giờ đâu Đạt. Ở 15 thi sách á, nó sẽ có cái màn ảnh chiếu lên, xong rồi cái phim 15 đi sẽ quay rè tới đoạn đó. Thì cái đoạn đó thí dụ như có ba nhân vật thoại, là ba nhân vật cùng tiến lên để thoại mà phải học thuộc. Đúng rồi. Trong bóng tối không à, học không có giờ mà nhìn thấy cái kịch bản đâu. Cái mình ba nhân vật đó thoại, thí dụ như Bảo thoại, xong tới anh thoại, xong tới Đạt thoại. Bảo thoại xong là tới mình. Cái mình thoại xong tới Đạt, Đạt thoại dấp là phải làm lại từ đầu, là phải quay trở lại từ đầu. Là mình làm cái không có ngày xưa. Đó. Nó là như vậy đó. Còn sau này cái chuyển qua lòng phim gọi là nó được có kỹ thuật số chút xíu, là mình sẽ thu ra bằng cái băng Betacam. Cái băng bự tổ bố nhét vô thu. Thì lúc đó bắt đầu có đường tiếng riêng, đường tiếng nhạc, tiếng động và đường tiếng hoa chẳng hạn vậy đó. Thì nó chỉ cho phép em sợ là có một đường chứ không có được nhiều đường. Cho nên là thí dụ như mỗi lần mà mình thư á, thì mình sẽ lui lại cái chỗ nào nó có trống á, nó trống một khoảng thì mới record được. Còn nếu mà nó dính quá thì phải thu luôn ông này lại, thu hết tất cả mọi người lại. Cho nên ngày xưa lúc nào mới tập trung căng thẳng và riết nó trở thành thói quen. Cho nên sau này là nó cứng cựa là như vậy á. Còn bây giờ thì được khoa học kỹ thuật hỗ trợ rất là nhiều. Thì khi giá con chữ nắm lôi lại là khớp rồi. Ở đài thì ngoại trừ là chương trình quà tặng âm nhạc, là ngày xưa chương trình quà tặng âm nhạc đầu tiên của Việt Nam là chương trình của chị Mai Trinh. Và phải nói là cái lực lượng fan rất là hùng hậu là từ đó cho tới bây giờ, và cái chương trình vẫn được duy trì. Bên cạnh là dẫn cái chương trình đó là tất cả hầu như là các bản tin mà gọi là tin thời sự là không ai đọc qua chị Mai Trinh hết. Và hay một cái là ví dụ như là Kim Thanh đọc cái tin này xong nó bị hư, xong mình đọc lại là cái tông mình nó khác. Là không có bao giờ nó trùng được cái tông á. Bây giờ có kinh nghiệm rồi thì có thể được, chứ hồi trước là không có. Còn chị Trinh hả, là bất kỳ thảy vào hôm nay chị đọc là tuần sau chị đọc lại, ghép hai cái tông nó vẫn ăn được với nhau luôn. Miễn là cái phòng thu đó với cái mic đó là kể như là cái tông đi được với nhau, là mình thấy là quá chuyên nghiệp rồi. Những cái bài tản văn của những cái chương trình liên quan đến văn học là chị Trinh đọc xong là mình ngồi nghe ở đây là mình khóc luôn. Thật sự là rất là cảm xúc. Và có những cái chương trình như là Cà Phê Không Đường là kịch mà trên phát thanh á, chị Trinh đóng rất là nhiều vai ở trong đó, mà phải nói là thậm chí là bây giờ nhảy vô công việc biên tập đồ dàn dựng này, cái tất cả mọi thứ phải nói là làm được rất là nhiều thứ. Và khi mình nói là rồi sao cuộc đời em hình như là được chị Mai Trinh có nghĩa là lúc nào cũng đi xung quanh, tại bây giờ là ở đài là nghe giọng chị Mai Trinh, vào rạp phim á, trước khi phim chiếu á, Fastpot quảng cáo có giọng chị Trinh. Đi ra siêu thị thì phát chương trình khuyến mãi có giọng chị Trinh. Đi lên máy bay, tức là đi đâu xong đó, ồ rồi thậm chí ở nhà mở YouTube cũng có giọng chị Trinh. Tức là lúc nào mình cũng nói wow sao mà giọng chị Trinh là đi đâu cũng gặp hết, không bao giờ là, nên, là không nghe giọng chị Trinh luôn á. Cho nên nếu vô tình ta gặp phải anh xã của chị Trinh á, hỏi là mỗi khi đi xa anh có nhớ chị Trinh không? Anh sẽ nói là không. Bởi hỏi tại sao anh không nhớ? Thì đi đâu cũng nghe giọng bả hết, làm sao mà không. Mà còn một hai cái kỷ niệm, không biết là Kim Thanh nói chuyện với chị Trinh hay chưa, nhưng mà có hai cái kỷ niệm rất là nhớ và
cá nhân của Kim Thanh là liên quan đến chị Mai Trinh luôn. Tại ngày xưa là khi mình còn thính giả nghe 99.9, mình nghe Quà Tặng Âm Nhạc, mình cũng thích chương trình đó. Mình nói trời ơi, con nhỏ nào mà nó giọng nó có chút xíu mà cho nó lên đọc Quà Tặng Âm Nhạc. Tới chừng mà sau khi mà đi vô mình nói, ủa chị Trinh là đọc Quà Tặng Âm Nhạc, ủa sao cái giọng giống như con bé nào có 17-18 tuổi mà bây sao giờ hàng quảng cáo vẫn còn nhầm. Ừ. Tưởng là em mới có 20 thôi, quá lắm 20 cưng thôi. Cưng không? Mai chính giờ cưng lên đọc cho chị nha. Mai Trinh hả cưng? Chị đang có cái này nè, hay anh đang có cái này nè, giúp anh được không, giúp chị được không? Mới đầu mình cũng nghĩ, nhưng mà mình cứ nói trong bụng. Mình cứ nói không. Trời ơi, tôi không biết tôi là cái gì nè, mà cứ em. Dạ mới đầu mình cũng đề sơ. Dạ là khi nào à, anh bút giờ đi hoặc là chị bút giờ đi, rồi đúng không? Cái hồi lên gặp mình á, trời ơi, cái năm mấy đấy à? Chị 50 rồi đó mà năm mấy. Cái đó là cái kỷ niệm thứ nhất. Cái kỷ niệm thứ hai là khi là các chị em rồi vào đài cũng đã thân thiết với nhau rồi, nhưng mà cũng là cái giai đoạn đầu là Kim Thanh mới vô kênh để làm việc. Thì kiểu như là có cái phòng đó thì ở ngoài với ở trong nó cách nhau có cái cửa, mà cái cửa cũng thường xuyên là mở ra cho nó thoáng, thành ra là mọi người ở ngoài nói chuyện rất là, nói chung là giỡn á, hơi ồn chút xíu, mà chị Trinh là đang dẫn Quà Tặng Âm Nhạc đọc trước thì ở ngoài giỡn ồn quá, cái chị Trinh mới nói là tụi bay im hết coi cho tao đọc coi. Vừa xong cái xong Mai Trinh xin được mến chào các bạn, trời ba bốn người ở ngoài giống Minh Liên tại chỗ. Ủa tại sao trong vòng có một giây thôi có bị lộ, ủa sao này mình dạch mặt nghe trên sóng được không? Không, phải nói là rất chuyên nghiệp, tức là đổi tông một cái rẹt luôn. Thì những cái điều đó Kim Thanh phải nói là ngưỡng mộ. Ví dụ như bây giờ phải thấy là như là Đạt hay là anh Phi chắc chắn là phải đổi tông liên tục cái kiểu như vậy luôn, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Đó là nghề mà. Tại biết sao? Khi mà la đó là miễn phí mà. Khi mà mình nói ở đây là có tiền. Em thấy không? Nó khác nhau. Cho nên đôi khi là lại bị tiền đè nữa. Không ạ. Hồi đó mình sốc rồi đó. Ồ, tại sao mà chị có thể làm được cái điều đó mà trong vòng hai cái nó cắt nhau có 1-2 giây mà chị thay đổi được cái tông vậy, chứ mình cũng phải dịu xuống từ từ hồi mình mới có thể là mềm mại được, mà chị linh hoạt liên tục luôn, mà nói một cái sự gì đó mình nói là cái này chuyên nghiệp lắm rồi mới làm như được là vậy. Bạn em đó, nó cũng ngỡ ngàng theo cái kiểu của Kim Thanh đó nha, bạn cũng ngỡ ngàng, cũng gọi vô theo kiểu hồi trước đâu có di động nhiều như vậy. Đúng rồi. Nó gọi bằng thoại bàn vô xong là đọc lên, dạ em xin nghe ạ. Từ đó là dạng vậy luôn. Xong cái anh ơi, hoặc là anh muốn thắc mắc chương trình nào ạ, hay là như thế nào, cái nó cái bên kia kêu tao nè hay gì đó. Mày hay quá, lúc bé rồi trời ơi, sao nãy tao nghe giọng mày nhẹ nhàng lắm mà sao giờ vậy. Giọng có phân biệt. Nó không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà không biết là với chị Trinh nè, với Đạt cũng như với anh Phi, là người ta biết mình qua cái giọng nhiều rồi. Rồi khi mình gặp á, mình có những cái câu chuyện gì thú vị khi người ta ráp hình với tiếng lại với nhau không ạ? Cơ bản thì chị Trinh thì bị một cái tình huống là bị cái giọng trẻ hơn so với bên ngoài. Đúng và rồi. Hay hiểu lầm là bị xưng em. Còn với Đạt thì Đạt hoàn toàn ngược lại. Đúng luôn. Đúng là lớn tuổi. Em nhớ là có những cái shop mà Đạt đóng vai chồng, còn chị Trinh là phải đóng vai vợ. Mà vô phòng thu thì hai chị em phải làm chung với nhau nữa. Vợ ơi, anh yêu em gì đó mà sao nhìn mà đó. Hoặc là khi mà khách hàng gọi cho Đạt thì xin lỗi, có phải chú Tiến Đạt không ạ? Cái nó, chú Tiến Đạt đây con. Rồi như vậy. Xong rồi con mời chú đi thu âm. Thế là ngày hôm sau thì em mới đến phòng thu và ủa, vừa mới mở cửa ra, ủa, anh là Tiến Đạt hả? Mọi người đang hình dung là cái giọng này được phát ra từ một người rất là lớn tuổi và rất là gọi là già dặn và có nhiều kinh nghiệm. Và nhiều khi điều đó nó cũng gây cho em một chút khó khăn trong ban đầu khi mà em nghe làm việc với mọi người. Xem mọi người có vẻ không tin tưởng mình lắm, không tưởng là cái người này có thể đọc ra được những cái giọng cần sự trải nghiệm, cần sự tin cậy. Thì cái đó cũng là một cái khó khăn trong nghề của Đạt. Nhưng mà về sau thì cũng trải qua nhiều chuyện rồi và cũng đã làm những sản phẩm rồi, và mọi người cũng đã biết dần dần biết bên ngoài mình như thế nào rồi, lên level rồi đó. Thì cái chuyện đó thì nó cũng là một chuyện vui thôi chứ không có gì hết. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ nói Tiến Đạt ok, Tiến Đạt là quá pro rồi. Còn với anh thì như thế nào anh? Anh thì cũng giống như mọi người thôi, nói chung là cứ nghe giọng mà không thể nào đoán được á. Dạ. Tại có nhiều khi thí dụ như người ta gọi tới mà
alo, Đào Phi nghe thì chắc chắn nó sẽ già. Dạ. Còn mà thường thường mấy số lạ gọi tới thì alo Phi nghe, cái Phi Đào Phi em, thì mình biết lầm rồi tại mình già lắm. Đúng rồi. Nếu mà xưng em như mình chỉ có cỡ nhìn Kim Châu này đó. Đúng rồi. Ok. Dạ, dạ Đào Phi đây. À, ngày mai em lên đọc cho anh cái dạ mấy giờ anh? 9 giờ. Dạ dạ. Vậy cái shop đó bao nhiêu tiền anh? À, khoảng 4 triệu rưỡi. À dạ đúng rồi, rồi mai xuất hiện. Cái mai vừa xuất hiện. Bạn ấy vừa mở cửa ra xong bạn ấy nói: "À chú Đào Phi hả?" "À đúng rồi con. Con xin lỗi chú nha, hôm qua con lỡ kêu chú bằng em." Ê, nhưng mà tính ra có khi nào có một cái trường hợp vui là những cái người nào mà họ không biết mình á, hoặc là giống như là lỡ những người yêu mình mà đang giận mình hay gì đó mà gọi điện thoại cho mình không muốn nghe, cái mình giả một giọng khác không anh? À, cái không, cái đó thì không được đâu. Tại vì một khi đã là người yêu mình mình giả cỡ nào cũng nhận ra. Cái đó là trốn không được rồi. Nếu đối với người yêu thì cũng có thể là coi như là giống như anh Phi nói. Ừ. Chứ còn mà bạn bè của chị là bị ọt rơ hoài. Ừ. Chỗ chứ giả giọng không thể nào nhận ra được. Giọng mà giọng nhẹ nhàng không thể nào nhận ra là giọng của chị, mà thiệt ra giọng của chị ở ngoài cũng ấy lắm. Cũng chặt chém lắm. Không phải giữ hình ảnh đúng không? Nhưng không. Mà thật ra là cho Kim Thanh hỏi là với cái nghề mà gọi là sử dụng giọng nói của mình đó, thì thật ra là cái giọng đẹp là nó đủ để làm nghề hay chưa? Bây giờ thấy rất là nhiều bạn có giọng đẹp á. Theo chưa, anh thấy thì không. Cái giọng đẹp á, nó chỉ là cái điều kiện ban đầu đúng thôi. Rồi. Giống như em nhìn thấy một cô gái đẹp thì cô gái đẹp đó cũng chỉ là điều kiện ban đầu để thu hút cái ánh nhìn của những chàng trai, thì giọng đẹp nó cũng như vậy thôi. Sau đó thì nó cũng phải còn cộng hưởng rất là nhiều thứ, chứ không phải chỉ có cái giọng thôi. Thì mình có thể chia sẻ cụ thể chứ xíu được không ạ? Anh nghĩ về cái giọng đó, nó phải được trui rèn qua nhiều công việc, qua năm tháng, qua kinh nghiệm, rồi cả về cái vốn sống của mình trong cuộc sống nữa. Rồi nói chung là nó gọi là về kiến thức. Tất cả chúng ta nó cái kiến thức nó sẽ tạo nên một cái. Trong cái giọng nói đẹp đó, nó có nhiều cái cách nói khác nhau, diễn đạt làm sao để mà thu hút được cái khán thính giả mà người ta nghe, thậm chí là cả đối tác của mình, bạn bè của mình, người yêu của mình, tất cả mọi thứ nó đều diễn đạt qua cái giọng nói. Còn chị Trinh có bổ sung không? Nói về giọng đẹp thì tất nhiên làm nghề thì cái đó là cái ưu tiên đầu tiên và cái là quan trọng nhất. Nhưng mà thường á, nếu mà đối với lại Mai Trinh á, thì khi làm một cái việc gì đó là có thể làm mình giống như là mình đi làm là cho thu cái cho một cái boss quảng cáo nào đó, thì bao giờ cũng vậy, cái đặt cái trách nhiệm, mình đặt hết cái cảm xúc của mình vô trong đó là cái điều quan trọng á anh Phi. Đúng rồi. Giọng đẹp chưa chắc đâu, nhưng mà phải có cảm xúc. Cảm xúc vô trong cái phim, đâu phải vô tụi chị cứ phải cầm này tụi chị coi vừa phim vừa nhạc luôn. Có cảm xúc là phải coi trước đó và sự tưởng tượng. Đúng rồi, phải tưởng tượng ra là cái sản phẩm nó như thế nào nữa, chứ không phải là tự nhiên cái nhìn lên là mình đọc đâu. Mình coi phim trước xong rồi mình tưởng tượng ra, rồi vừa cái cảm xúc của nhạc, vừa cái hình, rồi vừa cái óc tưởng tượng của mình nữa, thì bắt đầu nó mới đẩy vô cái lời. Nó làm nó qua nhiều công đoạn như vậy rồi ra cái kia. Cách thức xử lý giọng đúng, bỏ nhỏ như thế nào để cho nó đi sâu vô cái cảm xúc của người nghe. Đó thì cái đó đòi hỏi cả một kỳ công. Cái mà bỏ nhỏ đó mới là cái ăn đúng tiền rồi. Đúng rồi. Và khách hàng bây giờ cũng chọn lọc theo cái kiểu dạng vậy á. Thí dụ như anh nói như khách hàng người ta, anh nói thí dụ thôi, khách hàng người ta chỉ đưa ra một cái câu thoại cho một cái sản phẩm nọ, nó thấp bé lắm, cái hình dáng của nó thấp bé, nhưng mà cái câu để là có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Lời nói sao này, nói sao chị, này nói sao anh, cái người ta nói em không biết nói sao nữa, nhưng mà em muốn anh nói đó. Cho nó ấn tượng chết cha không đúng không? Thì nếu như đúng một rồi. Người chỉ có giọng đẹp thì không lẽ đọc có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn, đâu ai thèm nhìn đâu đúng không? Đó, nó cái quan trọng là như vậy. Thì lúc đó cái người vô thêm lên phải làm cái gì? Đầu tiên là nghe nhạc, nếu có nhạc, rồi sau đó thấy hình ảnh để mình cảm được. Thì lúc đó mình sẽ nói có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn, chẳng hạn như vậy, thì tạo được cái ấn tượng người ta hơn.
Yeah. Nó là như vậy, một mình nó thí dụ một trong những cái như vậy. Mình phải vỡ cái ngữ nghĩa của đúng cái rồi. Chữ đó ra nào để mình tìm cái điểm nào để mình nhấn vô. Tại thường quảng cáo á, cái lời trong quảng cáo nó không có nhiều, rất đúng. Ngắn, thành ra đòi hỏi tụi chị á, là phải tập trung tất cả những cái mà coi như là ghê gớm nhất của nó, em biết không, tính cái người copyright á, cái người viết ra cái câu đó, người ta được trả lương rất cao để viết ra có vài dòng như vậy thôi. Cho nên là bao nhiêu tâm huyết của họ, tim óc của họ đã đặt vào trong cái câu thoại đó rồi. Cho nên mình cũng phải vắt tim, vắt óc của mình ra, vắt giọng ra để mình thoại được câu thoại đó. Để là cuối cùng cái đồng tiền nó trả vô túi mình. Còn với Đạt thì có thể chia sẻ chút xíu dưới góc độ người trẻ về cái việc giọng đẹp, rồi thị trường hiện nay như thế nào? Dạ, hồi nãy thì em nghe anh Phi nói một cái điều mà em cũng rất là tâm đắc về cái việc mà các anh chị hồi xưa không có nhiều điều kiện về kinh tế cũng như là nhân sự thì làm một bộ phim có 7 người thôi mà làm nguyên hết một bộ phim á, thì em thấy điều đó nó cũng thú vị. Với một góc nhìn người trẻ như em thì đó là một cái sự ganh tị, bởi vì người trẻ thường thường bây giờ thì có vẻ như là sẽ có nhiều cơ hội nhưng mà thực sự không phải như vậy, bởi vì càng nhiều người muốn làm công việc đó thì cái cơ hội chia cho mỗi người ít dần đi. Thì em nghĩ cái công việc đọc quảng cáo hay là sử dụng giọng nói á, điều đầu tiên phải là người có giọng nói đẹp, giọng nói hay, tình cảm. Nhưng mà em lại nghiêng về cái sự phát triển qua từng năm tháng hơn. Ví dụ như là bạn càng có nhiều những cái cơ hội để va chạm thì bạn biết là chớp sau này mình cần làm gì, và khi mình gặp một cái trường hợp như vậy mình sẽ làm cái gì sẽ hợp lý hơn. Và nhiều khi em rất là thích cái cảm giác mà khi mà mình ngồi giữa với khách hàng, mình bàn bạc, mình hỏi là cái này Đạt làm như vậy bạn thấy hợp lý không, và mình làm như vậy mọi người thấy không ok, thì mình lại có thể là gợi ý một cái cách làm khác. Thì em thấy là người trẻ bây giờ và những cái bạn, rất là nhiều những bạn mà muốn tìm hiểu về công việc lồng tiếng á, thì cái cơ hội và cái niềm tin là quan trọng nhất. Khi mà mọi người trao cho mình cái niềm tin và mình đối diện bằng cái niềm tin đó, bằng cái việc mà mình sẽ cố gắng, mình đặt những cái cảm xúc vô á, thì em nghĩ rằng khi mà trải qua nhiều những cái job như vậy á, thì bản thân mình là như những người lính đã cứng cáp rồi. Thì mình gặp cái gì mình cũng không thấy khó khăn hết. Thì em nhìn nhận ở góc độ đó. Đối với bản thân Đạt thì khi mà vô đọc quảng cáo á, thì em rất là muốn được nghe nhạc, em rất muốn được xem cái người nhạc sĩ đó họ đưa nhạc gì vô cho cái sản phẩm đó, và để mình nương theo âm nhạc. Thì đối với em á, thì giọng nói và âm nhạc nó có một cái sợi dây liên kết rất là mạnh mẽ. Và bản thân em á, là người mà một trong những người đầu tiên yêu cầu kỹ thuật viên, hơi khó hồi xưa thì hơi khó, nhưng mà gần đây thì em luôn nhờ kỹ thuật viên là cho em vừa đọc vừa nghe nhạc. Thì thời gian đầu thì cũng bị sự phản đối, là tại vì vừa nghe nhạc thì cái chất lượng âm thanh nó không quá tốt bằng việc mình đọc không mình đọc chay sau đó họ mới đưa vô nhạc. Nhưng mà bản thân em cũng là một người làm nhạc á, và em cũng có sự nhạy cảm nhất định về âm nhạc á, thì em luôn muốn phải luôn nhờ kỹ thuật viên cho em vừa nghe nhạc và vừa đọc, thì em cảm giác là mình đang đi vô được cái clip quảng cáo đó hơn. Đạt cũng nói đúng á. Bởi vì khi mà anh đi đọc quảng cáo á, bao giờ anh cũng hỏi là cái này có nhạc không? Thì khi mà nghe nhạc á, mình cảm giác feel hơn. Tại vì tất cả các voice talent dường như là ai cũng đều có cái chất nghệ thuật. Và một khi có liên quan tới nghệ thuật thì bao giờ cũng có cái chất lãng mạn. Mình phải nghe nhạc thì mình mới cảm được. Còn cái sản phẩm nào mà không nghe nhạc á, thì cả một trời thất vọng. Đương nhiên vì áp lực kim tiền thì cũng phải ráng đọc thôi. Nhiều khi mình đọc một cái mẫu sản phẩm rất là êm dịu, nhưng mà hậu kỳ họ lại chọn một cái nhạc rock đưa vô, thì cái sản phẩm đó mình bị cảm giác mình bị sai. Mà nếu mà không có nhạc á, thì em nói là em sẽ đọc theo ý khách hàng, nhưng mà sau đó phải lựa nhạc theo cái giọng cái e của em. Chứ còn để qua cái e khác là không có được, là nó phá cái giọng. Đúng rồi. Tại vì á, không có nhạc thì bây giờ chị vô chị hỏi rồi là có nhạc không, có nhạc thì cho chị nghe. Còn không có nhạc thì chị sẽ đọc theo ý của khách hàng và theo ý của bên quảng cáo luôn. Nhưng mà sau đó phải tìm cái nhạc giống như vậy, chứ không thôi là hư hết cái quảng cáo. Đại khái là nó giống như là phát nhạc rock mà mình hát bolero vậy đó. Chính xác rồi. Cái này em rất là hiểu rồi. Tại vì em nghĩ là giống như ngày xưa em tham gia một cuộc thi đi, thì một trong những cái thành công là cái đoạn nhạc của nó hợp với cái giọng của em. Đúng rồi. Chứ còn nếu như mà cái giọng của em, mọi người hay nói là cái giọng của em nghe được, mà nếu như mà cái đoạn nhạc nó không hợp
thì chắc chắn là không thể nào mà nó đẩy, nó nâng cái giọng của mình lên được. Nó phá ngay và nó mất luôn cái mạch cảm xúc. Cho nên thật ra âm nhạc nó rất là quan trọng, giúp cho voice talent. Nhưng mà bây giờ là các bạn trẻ giọng đẹp nhiều và tìm đến nghề này nhiều lắm đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Cái này thì chắc là mỗi người sẽ tự chia sẻ cái câu chuyện của mình, mỗi ngày mình gặp các bạn trẻ như thế nào, rồi mình có thể đánh giá tình hình hiện nay ra sao ạ? Chắc là chị Trinh trước đi ạ. Nếu bây giờ nói là các bạn trẻ thì tất nhiên là sau này nhiều, nói chung là nhiều đứa bạn trẻ sau này giọng cũng có giọng ok. Nhưng mà theo Mai Trinh á, thì vô cái quảng cáo này á, nó cũng còn cần một cái khía cạnh khác quan trọng. Sau này em đi đầu quảng cáo anh Phi cũng có nhiều bạn trẻ vô lắm, nhưng mà có điều là em không biết khách hàng như thế nào, ta tại vì người ta muốn giọng lạ hay giọng gì đó. Nhưng mà thật sự là nếu mà đọc lên một cái quảng cáo đó, em có cảm giác giống như là nó không có ra. Nó chưa có ra, không phải là mình là tiền bối là mình đi trước rồi mình nói mấy bạn trẻ sau này hay hả. Nhưng mà có điều là hình như sao đến với nghề hình như nó dễ hay sao anh Phi hả? Mình không có giống như mình ngày xưa thì anh thì anh hay để ý cái chuyện đó lắm. Và cuối cùng anh rút ra một cái điều như thế này. Bởi vì anh tại sao chúng ta làm được những chuyện như vậy? Thật ra bây giờ các bạn trẻ giọng mỗi cái thời đại nào, cái lúc nào cũng có những cái chất giọng thế này thế kia, và giọng đẹp rất nhiều chứ không phải là ít. Đúng rồi. Nhưng để làm được cái công việc đó nó còn có nhiều thứ khác đúng nữa rồi, đúng rồi. Đó, nó có kinh nghiệm giống như hồi nãy anh đã chia sẻ. Thì có một cái mà anh dạy cho các bạn trẻ, những đứa mà hay gọi anh là thầy á, thì bao giờ anh cũng nói như thế này, là chúng ta sinh ra là có được một chất giọng đẹp, đó là một cái may mắn mà cha mẹ ban cho. Nhưng cái quan trọng là chúng ta phải xử lý nó như thế nào. Tại sao khi Mai Trinh đứng trước một cái câu thoại và đọc một cách rất là trơn tru, rất là đi vào lòng người, là bởi vì chúng ta luôn luôn biết chú trọng vào nội dung và chúng ta biết chỉnh cái giọng mình như thế nào. Cái giọng mình nó giống như một cái vô lăng lái xe, như một cái ghi đông, giống một cái tay lái xe gắn máy như vậy. Chúng ta muốn nó đi đâu thì nó đi theo chúng ta hết. Bởi vậy anh luôn nói với các học trò là khi nói mình phải chịu trách nhiệm, mình phải có trách nhiệm trước cái giọng nói của mình. Mình phải luôn lắng nghe cái giọng mình để điều hướng nó theo những ý mình mong muốn. Thường thường là tại vì khi sanh ra là tự nhiên chúng ta nói được tiếng Việt rồi, cho nên đa số các bạn thường ỷ lại vào cái đó, cho nên là không có điều khiển cái giọng mình theo như ý muốn. Đó, chính vì vậy mà bạn chỉ đẹp thôi, nhưng mà khi mà nói ra thì nó lại vô hồn. Đó, nó là như vậy. Còn thí dụ như tại sao thí dụ như hồi nãy em kể là Trinh quay ra la xong quay vô giọng, là bởi vì Trinh có sự kiểm soát. Trinh sẽ kiểm soát được khi la thì như thế nào, mà khi quay vô nói chuyện nó như thế nào. Đó là sự kiểm soát giọng nói. Giống như Đạt, tất cả anh em ngồi đây đều, chúng ta đều làm tốt cái công việc kiểm soát giọng nói, thì chúng ta sẽ điều khiển được khi mà chúng ta đọc cái gì. Thật ra cái này là em nghĩ là em cũng có một chút xíu kinh nghiệm, là bởi vì em cũng đã từng đi đọc một hai cái quảng cáo. Thì thực ra nha, tại vì khi mà người ta thường là người ta chọn cái dòng quảng cáo không phải là một người đọc, mà đôi khi là 2-3 người đọc. Đôi khi nhãn hàng ta có rất nhiều tiền gì, và người ta sẽ 2-3 người luôn, dự bị coi như là thích lấy dòng ai người ta sẽ lấy, cái đó là tùy vào những hàng người ta quyết định. Thì thật ra khi mà em nghe có những cái mình tưởng như là nó rất là đơn giản nên mình có thể đọc được nó trong vòng khoảng vài lần thôi, tại vì thứ nhất là mình làm nghề, mình có thể hiểu được ngữ nghĩa của cái câu đó và mình hiểu nội dung cũng như biết đặt cảm xúc như thế nào. Nhưng có những cái xử lý trong từng chữ mình không làm được. Có những đôi khi nha, trong một cái chữ nha, mà cái tần số âm thanh nó lên xuống á, tại vì mình còn nhìn về mặt kỹ thuật nữa, là tần số âm thanh lên xuống của những người mà voice lên chuyên nghiệp á, nó nhảy, nhưng mà khi mà mình vào á thì nó không được tới cái mức độ đó. Thì cái này là em luôn luôn rất là thắc mắc, và em rất là muốn được gặp một lần những người làm voice lên, là cái này là nó thuộc về chất giọng hay là nó thuộc về kỹ thuật xử lý trong từng cái chữ một như vậy? Cái đó là thuộc về kỹ thuật xử lý kỹ rồi thuật. Không, cái này thì chị có nhớ một cái lần mà cũng chơi với mấy bạn ở bên phim á, phát hành phim, thì các bạn cũng lồng tiếng. Hồi đó nhớ là cái phim Zootopia. Thì mới nói là có một cái vai nhỏ thôi, một số câu thoại thôi, chị qua chị lồng tiếng cho biết. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng phải đạt chuẩn rồi mới xài. Thì cái vai mà dành cho Kim Thanh là cái vai một bà mẹ là 40 mấy tuổi.
Xong á, tới chừng mà vô vừa đọc lên câu đầu tiên đó, ủa sao cái giọng chị như vậy, sao bốn mấy tuổi không được. Thế là gạt ra ngay từ đầu, nói cái giọng chị có hai mươi mấy tuổi thôi. Xong cuối cùng rà tới rà lui kiếm được giọng của một cô sinh viên. Cô sinh viên cũng vài câu thoại thôi. Thì cổ lại nói quá lẹ, mình không có kỹ năng gì hết, cho nên mình cũng theo không kịp. Cho nên là cuối cùng là không lồng tiếng được. Và cuối cùng là sử dụng được có 1 câu 2 câu để cho cái phần trailer thôi, mà cũng chỉnh rất là nhiều. Xong rồi sau đó mọi người nói, nếu mà ai đã dẫn dắt chương trình làm MC chuyên nghiệp, có thể là MC radio hoặc là MC sự kiện gì đó, thì họ bị một cái là họ luôn muốn một cái sự nhã nhặn hòa đồng với mọi người á. Cho nên là về cái giọng hồi nào nó cũng khá là, nó nằm ở một cái mức để giữ cái tần số đó cho có một cái sự ổn định trong cái giọng nói, an toàn. Cho nên là khi mà cái sự ổn định đó, mình làm cái nghề lâu năm quá, thì cái giọng mình á, nó có 1 tần suất à. Khi mà mình lồng tiếng hay gì, mình thể hiện cảm xúc á, thì nó không có được như người ta. Ví dụ diễn viên chuyên lồng tiếng chuyên nghiệp thì lúc đó phải có lên xuống như thế nào, bỏ nhỏ làm sao. Còn những người mà làm MC thì lại là cái giọng nó bị ngang. Thành ra là sẽ rất là khó cho những người mà làm MC mà chuyển qua đi lồng tiếng. À, cái đó là do bị thói quen em. Dạ. Ở bên công ty anh thì có rất nhiều học trò là MC. Dạ. Và anh nhiều khi nói với mấy đứa học trò, nói thật ra dạy cho một người không biết làm MC dễ hơn rất nhiều. Tại vì sao? Các em đã xây một cái căn nhà nó gọi là nhà nhiều tầng rồi, mà bây giờ thầy phải đập lại, đập sửa lại cái nhà, sửa bao giờ nó cũng khó hơn là cái nhà mà xây lại từ đầu. Nó là như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều bạn thay đổi được, mà cũng có nhiều bạn không thay đổi được. Thì bởi vậy anh nghĩ không phải là phá bỏ cái công việc đó của các bạn, mà mình phải phân được á. Thí dụ như khi làm MC thì mình làm bằng cái kiểu đó, nhưng khi qua lồng tiếng thì bạn phải làm một cái cách khác, thì như vậy thì bạn sẽ thay đổi được rất là nhiều. Đó. Nhưng mà cái đó là góc nhìn của anh Phi cũng như là chị Trinh về các bạn trẻ. Còn bây giờ người trẻ nhìn về người trẻ đi, hiện nay mình thấy như sao nè Đạt? Em khi mà nghe chuyện mà những người trẻ đó, thì em nhớ tới mình những năm trước đây. Hồi xưa thì thực sự rằng em rất là thích xem quảng cáo. Cứ mở tới quảng cáo là thay vì người thường thì người ta họ next qua, thì Đạt lại xem rất là kỹ và nghe các tiền bối đọc. Anh Trung Châu, rồi anh Đạt Phi, rồi chị Kim Phụng, chị Mai Trinh đọc. Thì vô thức á, Đạt đọc theo. Cái câu nào Đạt cũng đọc theo hết á. Mọi người đọc sao Đạt đọc vậy á. Có nhiều khi em đọc theo chị Mai Trinh luôn á. Dạ, như là Aquavina, vị ngon, độ ngon của nước gì các kiểu, vị ngon của sự tinh khiết, ví dụ như vậy. Thì lúc đó thì em, khi mà em nhìn nhận, bây giờ em nhìn nhận lại thì em thấy ủa sao mình siêng quá vậy, mình khùng quá vậy. Khi mà đi ra đường á, khi mà dừng đèn đỏ đó, em cũng nhìn lên những cái biển quảng cáo á chị, cái họ có cái gì em đọc cái đó. Dạ, có cái gì là sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tất cả các kiểu mình cứ đọc theo và mình đọc lớn như vậy. Nhiều khi ở những người xung quanh họ tưởng mình bị cái gì. Dạ, nhưng mà có một cái kỷ niệm là em vui lắm, nghĩa là buổi sáng hôm đó em đi ngang qua cái biển quảng cáo đó, thì họ có một cái campaign mới về một cái nhãn cà phê, thì em có lẩm nhẩm em đọc theo cái biển quảng cáo đó. Thì trên đường đó là em đến một cái phòng thu âm để em thu cho một cái shop đó. Thì khi mà em đến phòng thu và mở ra thì các bạn copywriter đưa cho em ngay cái nội dung buổi sáng này em đọc. Dạ. Thì em nhớ lại cái cảm giác mà ở giữa một cái ngã tư rộng lớn như thế nào, và em đọc cái câu đó như thế nào. Em lấy cái cảm giác đó em vô phòng thu, em đọc y chang như vậy. Mặc dù em ở phòng thu và cái không gian micro nó gần hơn, nhưng mà em vẫn giữ cái sự sảng khoái đó để đọc cái câu đó. Thì em nhớ rằng đó là cái chớp đầu tiên mà em đọc chỉ một lần và khách hàng ok ngay, là đó là cái nhãn cà phê của Việt Nam, tự hào đất Việt. Thì em mới thấy là cái sự quan trọng của giọng nói là mình tạo ra được cho giọng nói mình một cái không gian. Em gọi đó là không gian của thanh âm. Khi mà bạn biết được không gian thì bạn sẽ đặt được cái giọng nói của mình vô bất cứ những sản phẩm nào phù hợp với không gian đó. Ví dụ như là những sản phẩm cần sự trầm ấm sexy thì bạn nói gần lại. Nhưng mà những sản phẩm mà cần nhiều năng lượng hơn thì bạn nói lớn hơn, nói to ra và sảng khoái ra. Thì mình, khi mình nắm được những cái điều đó thì mình sẽ làm được
nhiều, đa dạng hơn về giọng nói của mình. Thì trở lại cái câu chuyện của các bạn trẻ, thì em chỉ có thực sự là có, cũng không dám đưa ra lời khuyên đâu, nhưng mà em nghĩ là nhiều, đúng em không? Tiếp xúc rất là nhiều bạn trẻ, và cũng có rất là nhiều bạn hỏi là anh có chia sẻ kinh nghiệm cái việc đọc của anh hay không, thì em đa phần từ chối vì nghĩ là mình vẫn còn quá trẻ và vẫn còn đang tiếp tục con đường của mình, mình không có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm để truyền đạt. Nhưng mà trải qua hơn 10 năm làm công việc này thì em chỉ nghĩ rằng các bạn nên lắng nghe cuộc sống nhiều hơn và tạo cho mình cái không gian của giọng nói. Thì đó là hai điều em nghĩ là quan trọng nhất. Ngoài cái việc là bạn bẩm sinh đã có một chất giọng đẹp rồi, thì hãy lắng nghe mọi người ở ngoài đường nói như thế nào, ở giữa ngã tư nói như thế nào, ở trong nhà nói như thế nào, ở trong phòng ăn nói như thế nào, và hãy tạo cho mình một cái không gian giọng nói thật là tốt, phù hợp với rất là nhiều môi trường để có thể mà làm được công việc này. Nghe qua như vậy thì có thể thấy được rằng là cái công việc của Voice Talent đó không chỉ đơn thuần là có cái chất giọng đẹp, mà mình còn thứ nhất là phải biết diễn tả cảm xúc thông qua giọng nói, rồi cái thứ hai á là cái trí tưởng tượng của mình phải luôn luôn liên tưởng về những cái hình ảnh như thế nào. Đôi khi là mình chưa được nhìn cái hình ảnh đó đâu, đôi khi như hồi nãy anh đặt phía đó là cái hình một chút xíu rồi mà phải nói làm sao cho nó cao hay là một cái không gian rộng lớn như thế nào. Nhưng mà đó chỉ mới là những cái mà Bảo thấy rằng nó thuộc về trường độ, tốc độ rồi cao độ của giọng nói. Mà cái mà Bảo cảm thấy rất là phục những voice talent là họ sáng tạo ra những cái giọng nói mà chưa từng có trước đây luôn. Tại vì Bảo từng biết là có một voice talent người Mỹ, có thể là cha đẻ của cái nghề lồng tiếng, là ông Mel Blanc á, là người mà có thể nói là a man with 1,000 voices, là một người đàn ông có 1,000 giọng khác nhau. Là nếu chúng ta coi những cái bộ phim của Disney, rất nhiều những hoạt hình từ chuột Mickey rồi Donald rồi thậm chí là những cái chú heo nhỏ là một mình Mel Blanc là người lồng tiếng hết cho những cái nhân vật đó, và ông chính là cái người mà đẻ ra luôn cái giọng cho những cái nhân vật như vậy. Thì tính ra là cái người làm công việc là voice talent phải đúng là một cái người nghệ sĩ, họ sáng tạo cực kỳ kinh khủng trong cái giọng nói đó. Thì không biết là ở Việt Nam của chúng ta thì mình đã có được những cái cơ hội nào để mình làm những cái điều mà là sáng tạo nên những cái chất giọng mới hay chưa anh Đặc Việt? Nếu mà nói về một người mà có thể lồng được 1,000 giọng khác nhau á, thì không phải ai cũng làm được, kể cả nước Mỹ. Đúng. Thế giới nên có một người vậy, có một người thôi. Còn ở bên mình thì thí dụ như dạo gần đây thì đối tác của anh có tuyển một cái chất giọng, muốn anh tìm một chất giọng để lồng cho chú vịt. Đó, thì anh lúc đầu anh cứ nghĩ rằng là cái chú vịt đó thì chắc chỉ là mình bẹt giọng ra thôi. Thí dụ như chào bán mình là gì đó thì cái giọng nó chỉ bẹt ra, nó ra con vịt. Hoặc là, nhưng mà khi tiếp xúc với họ thì mình thấy rằng là họ, cái giọng đó là giọng thật 100%. Mà cái nhân vật đó đã được lòng từ năm 1930 lần, chứ không phải là mới đây. Thì mình thấy trời ơi, thật là khủng khiếp. Mà em biết không, tất cả các con vật đều tìm được, chỉ có con vịt là không tìm được. Và khi trải qua gần 4 năm anh cứ tìm và cuối cùng lại không được. Thì vô tình một cậu học trò của anh, anh khuyên bạn ấy về tập, thì bạn ấy lại tập gần giống cái âm với cái con vịt gốc. nhưng cũng phải chưa phải là hoàn toàn, nó có nghĩa là có khả năng đó. Xong cái đối tác ở bên nước ngoài họ bay qua đích thân, họ gặp cái bạn đó và họ để cho bạn đó làm, xong rồi họ chỉ cho bạn cách như thế nào để tiếp cận cái con vịt nó một cách hoàn hảo nhất. Thì bạn ấy đã tập, Bảo có biết là bạn ấy phải khổ luyện 1,5 năm mới làm được giọng con vịt. Một năm rưỡi liên tục tập. Mà nếu mà tập là tập cái gì anh? Tập cách nói, có nghĩa là cái kỹ thuật để nói cái giọng con vịt nó như thế nào. Là cụ thể con vịt đó nó nói sao ta? Thì cái giọng vịt Donald thì thế nên em mở một khi bật hình lên, con vịt nó nói sao thì nó là nó nói như vậy đó. Là bắt buộc phải nói y vậy luôn. Phải nói y như vậy, phải nói y như bản gốc của họ. Mà đôi khi là thậm chí có những cái chép miệng, rồi có những cái mà phun miếng hay là cái gì đó, mà em biết rằng là cái ngôn ngữ tiếng Anh dễ nói hơn tiếng Việt. Tiếng Việt mình có những cái âm có dấu, đúng rồi, mình có dấu. Mà mình phải nói được như nó, mà người Việt mình phải nghe được nó. Mới là chua chát. Đó, cho nên là cái nhiệm vụ tưởng như bất khả thi cuối cùng lại tìm được. Đó. Là dự án hoàn thành rồi hả anh? Dự án đã hoàn thành rồi mà chỉ chờ phát sóng thôi.
À, vẫn chưa phát sóng luôn. Đúng rồi, tại vì cái đó là của một cái kênh nước ngoài. Mà họ sẵn sàng chờ 4 năm để tìm ra được một cái giọng của không phải mình thôi đó. Không phải chỉ riêng Việt Nam. Mà mình nghe kể là khi mà tìm con vịt đó là ở Mã Lai cũng gặp trường hợp như vậy. Và cũng rất là vất vả. Cuối cùng, cái người nói được giọng vịt đó là một anh chàng lái xe tải. Thôi, tức là đi tìm từ bên ngoài đúng ha. Rồi, không chỉ bên trong mà tìm cả bên ngoài luôn. Thế thì tìm bằng cách nào anh ha? Thì mình không biết họ như thế nào, còn mình thì mình cũng vất vả cái trong cái chuyện đó. Đương nhiên là anh không thể nào tìm bên ngoài được, bởi vì một người bên ngoài thì không thể nào biết kỹ thuật làm tiếng này như thế nào nữa. Đó. Nó không phải trải qua là bạn biết khi nhân vật cất lên khi nào nó dừng lại, nó phải dừng lại, nó cười mà phải cười. Nhiều khi bên bển cái ông lái xe tải biết đâu ông cũng đi học lòng tiếng. còn với Đạt nè, em có diễn giọng nhiều hay không? Em diễn được bao nhiêu loại giọng? Dạ, thực sự rằng cái cũng có rất là nhiều người hỏi em câu này. Thì cái quan điểm của em thì hơi khác mọi người và các anh chị đã làm nghề trước. Thì có lẽ là từ đầu khi mà em vô thì em được dịp học giọng nói từ thầy Khánh Hoàng, cô Mai Thanh Dung và cô Tú Trinh. Thì em không biết là may mắn hay không, nhưng mà em học được một cái điều là con không cần phải học nhiều giọng nói đâu con. Con hãy nói cái giọng của con một cách hay nhất thôi. Cái điều đó thì nó cũng theo Đạt, nó theo Đạt tới rất là nhiều năm. Mà không biết cái vì điều đó mà làm cho em dở dang công việc lồng tiếng hay không, mà em cũng rất ít vai lồng tiếng. Nhưng mà nhờ cái điều đó mà em hình dung lại cái giọng của mình và cố gắng tìm tòi trong cái khoảng mà mình cảm thấy cái nội dung mình truyền tải nó được hay nhất, cái giọng mình ở khoảng tần số nào là hay nhất. Thì em có nghiên cứu về cái điều đó, về mặt âm thanh, về mặt âm học nhiều hơn là việc giả giọng. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái vai diễn mà em cảm thấy tâm đắc và thú vị khi mà còn làm ở kênh truyền hình HTV3. Ví dụ như là hồi Seiko đó thì có, Nobita. Em cũng có một thời gian làm cha em. Một thời gian làm cha em đó, bây giờ lòng tiếng lại thử nói câu hay câu thôi. Ví dụ như là Nobita, ví dụ như vậy. Hay là hoặc là có một thời gian em có thể hiện vai Tôn Ngộ Không. Ví dụ như là cái cười thì mình nhờ em có một cái hiểu về cái giọng nói thì em có được những cái cách làm nó hơi kỹ thuật hơn những cái bạn nhạy cảm về công việc. Nhưng mà đó cũng là cái kỷ niệm. Ví dụ như là Tôn Ngộ Không thì khi mà cười họ đưa âm thanh tất cả lên mũi, ví dụ như là thì sẽ ra được cái giọng cười của Tôn Ngộ Không. Thì mình nhờ vào những cái nghiên cứu về âm học thì mới làm ra được những cái vai đó. Nhưng mà thực sự á, đối với em, diễn viên lồng tiếng là những người vô cùng nhạy cảm về nghệ thuật và giọng nói á. Thì khi mà mình làm nghề đủ lâu rồi thì mình nhận thấy mình không có những cái nhạy cảm đó bằng mọi người, không có những cái nhạy cảm bằng những người đã làm công việc đó tốt. Thì em tự nhiên lúc đó em hình thành rằng là em phải chọn cái con đường của em là một cái con đường khác. Con đường có thể gọi là mình tạo điều kiện cho những người khác làm, hoặc là mình lắng nghe bản thân họ và mình có thể đưa ra những lời khuyên cho họ làm. Còn bản thân em thì em càng ngày em càng ít những cái vai diễn lại và em tìm một cái mảnh đất mới, ví dụ như là đọc quảng cáo hay là làm radio cũng là một cái hướng mới của em. Thật sự thì Đạt nói cũng về cái phần lồng tiếng á. Thì Đạt nói đúng cái ý của anh. Lồng tiếng không phải là chúng ta lồng được bao nhiêu chất giọng, mà cái đầu tiên chúng ta hãy làm tốt với cái chất giọng của mình trước cái đã. Còn khi mà làm những cái vai mà trái chiều á, có nghĩa là trái với cái giọng mình á, thì buộc lòng ta phải thích ứng thôi. Nhưng ở cái những người thầy như anh Khánh Hoàng này nọ, chị Tú Trinh mà đã từng dạy Đạt á, thì điều đó vô cùng đúng. Tại vì bây giờ khi anh đang làm mà anh chịu trách nhiệm đạo diễn những bộ phim lồng tiếng, phim chiếu rạp á, thì đúng là như vậy. Không dùng diễn viên để làm quá nhiều giọng, chỉ mỗi người một giọng thôi. Thí dụ như bây giờ giống như Đạt nói là Tây Thiên đi, thì nếu là anh sẽ không vậy mời Đạt, bởi vì cái tần số chất giọng của Đạt nó thuộc về giọng đẹp. Nó không thể nào làm Tây Thiên. Đạt vẫn làm Tây Thiên được, nhưng nếu ta tìm được một chất giọng tương đương với cái kiểu giọng Tây Thiên đó thì nó sẽ xuất sắc hơn.
Nó sẽ tự nhiên hơn. Còn diễn viên tụi anh thì đa số là, thí dụ những cái vai mà nó trái với cái giọng thì đa số dùng kỹ thuật nhiều. Đó là như vậy. Và càng ngày thì cái công việc nó càng phát triển, và khi mà có một cái vai diễn nào đó thì rất là nhiều người cùng casting mà mình chọn được cái option tốt nhất. Thì em luôn khuyên các bạn trẻ là hãy hoàn thiện mình một cách tốt nhất trong cái khoảng giọng của mình. Tại vì ngày xưa kiểu mà khó khăn quá đúng không anh? Đúng rồi. Và trong cái khó nó ló. Tiền dập vô mặt rồi mình phải cố gắng đúng không anh? Bắt buộc phải làm. Thôi nhưng mà thực ra tới bây giờ cái định nghĩa của một cái giọng đẹp á, nó sẽ là như thế nào anh? Theo ý đánh giá của mọi người là bạn này có một cái giọng đẹp quá. Nhưng mà cụ thể thế nào là đẹp? Tại vì như em đi, em không nghĩ là em có cái giọng đẹp. Tại vì khi mà em nghe radio á, em biết rằng là giọng của em nó không có được cái độ trong và cái độ sáng như là những cái người mà làm radio bình thường. Không, em tụi đây này chị Tám mời em thôi. Không mà tự nhiên tại vì chị cũng trường hợp đặc biệt là chị không phải giọng đẹp mà chị làm radio. Nói chung là trong 5 người ngày hôm nay thì em với chị là hai người giọng không đẹp nhất đó. Đây, em nhưng hiểu mà để gọi như thế nào là mình nghe mình biết giọng đẹp. Đây, anh nói anh cũng không biết là giọng đẹp là như thế nào nữa. Nó có những cái tiêu chí tiêu chuẩn gì không anh? Nhưng mà như vậy, để nói để bảo hiểu là anh rất ít xem chương trình truyền hình ngoài bóng đá và phim. Nhưng có lần có cuộc thi MC thì anh cũng không nhớ cuộc thi nó gọi là cái gì luôn. Mà anh thấy Bảo, mà vô tình anh lại coi Bảo trong cuộc thi chung kết. Cái đó là Án Vàng, Án Vàng nghệ sĩ. Thôi, may quá. Thì anh cũng không nhớ Bảo tên gì luôn. Anh chỉ thấy là một chàng trai đang ngồi trên cái bục đó và ngồi nói chuyện về ngã ba đường đúng không anh? Đúng rồi. Và Bảo nói rất có hồn. Và có nghĩa là nó cái anh cảm có cảm xúc luôn, có nghĩa là khi mình làm cái công việc đó trên mình rất hay soi á, người này nói bị sai chỗ này, người kia sai chỗ kia, thì khi Bảo nói thì anh bỏ luôn cái phần kiểm soát, có nghĩa là để chấm bạn này như thế nào thì bạn ấy nói và mình cảm được. Thì theo anh nghĩ á, thì cái này không phải là gọi là giọng đẹp, mà bạn ấy làm đẹp cái cảm xúc của mình. Bạn ấy nói bằng một cái cảm xúc có thật, mặc dù là có sự chuẩn bị. Nhưng mà cái cách diễn đạt của bạn ấy nó có hồn. Cho nên là đối với anh á, là không cần phải là giọng quá đẹp đâu, mà bạn biết làm đẹp nhân vật của mình thì nó trở thành giọng đẹp. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn với chị Mai Trinh thì chị đánh giá như thế nào mình gọi là một cái giọng đẹp? Có sức thu hút như thế nào? Rồi có đài từ này kia mình có tính ở trong đó không? Không, thì giống như anh Phi nói, rất là đồng ý với ý kiến của anh Phi là Mai Trinh mà coi một cái gì đó trên truyền hình, hoặc là ví dụ là trên sân khấu, hoặc đi một cái event hoặc cái gì đó mà mình thấy lên, mình thấy là coi như cái người MC đó đọc mà có cảm xúc, nó đánh vô trong em luôn á, là em sẽ dẹp qua hết tất cả những cái gì đó. Là em chỉ nói là ok, này là giọng đó, là đối với Mai Trinh là Mai Trinh thấy là giọng đẹp là như vậy, là vô cảm xúc của cái người mà người ta đang nghe. Hiểu không? Tại vì nó lạ lắm, mình không có giải thích được. Đúng rồi, có những người nói ra cái mình thấy mình cảm được. Đúng rồi. Có những người nói ra mình thấy sao người này sao phô diễn chất giọng dữ vậy, nó không có hồn vía gì trong đó hết. Mặc dù nói rất là tròn vành rõ chữ nhưng mà không hề có một chút cảm xúc. Cái đối diện, cái người mà đối diện nói chuyện với mình quan rất là quan trọng. Còn Đạt, em đánh giá như thế nào? Dạ em cũng đồng ý với anh MC chị Mai Trinh, nhưng mà em bổ sung một ý nhỏ thôi. Thì vì em cũng là người cũng nghiên cứu về âm thanh, về âm học á, thì cái khoảng giọng đẹp mà mọi người hay nhắc tới á, Đạt nghĩ rằng đó là cái khoảng cái tai nghe mình cảm thấy dễ chịu nhất. Ví dụ giọng nam là từ bao nhiêu hertz đến bao nhiêu hertz, giọng nữ từ bao nhiêu hertz đến bao nhiêu hertz, và những cái giọng mà những cái giọng mà nó vượt quá những cái ngưỡng nghe của con người bình thường, ví dụ như những cái giọng quá chua chát, quá đanh thép, hoặc là quá trầm mà là mình không nghe được á, thì đó không hẳn là giọng đẹp. Nói tóm lại, giọng đẹp là giọng nằm ở trong những ngưỡng nghe mà mình muốn nghe hoài. Cái gì là bắt đúng nghe tần số, dễ chịu. Rồi đó. Bây giờ nói về kỹ thuật thì anh có một cái kinh nghiệm để chia sẻ với anh em trong nghề. Nhất là mấy anh đồng trang lứa trai với nhau, hoặc là những chị phụ nữ mà làm những công việc liên quan tới nói. Thì khi mà làm việc với các chuyên gia nước ngoài, họ đều thắc mắc một câu: sao người Việt Nam của mày thích nói tông cao quá vậy? Bảo hãy để ý nha, phim Hàn Quốc, ta không nói tới phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc là họ tiếp cận với lại Hollywood rất ghê gớm. Thí dụ như trong cái thoại em xem những bộ phim của Hàn Quốc đi, em sẽ thấy các nhân vật của họ nói chuyện
thì Mỹ cũng vậy. Họ luôn nói ở một cái giống như Đạt nói là cái quãng khi mà thí dụ như Bảo nói chuyện qua micro, Bảo nói một cái tông như vậy, người ta rất thích nghe. Mà khi mà nói một cái tông cao rất là khó chịu, nó chối cái tai lắm. Cho nên là Bảo nhớ ca sĩ Lan Nhã không? Dạ biết. Đó thì ca sĩ Lan Nhã đẹp quá, hát rất hay, nhưng khi nói không hay. Đúng. Đó thì Nhã theo anh Phi lòng tiếng một thời gian khoảng mấy năm, thì khi mà lên sân khấu á, Nhã không còn nói ở cái tông của ngày xưa nữa. Mà bây giờ là Nhã xin chào các bạn, các anh chị đó. Thì khi mà Nhã nói kiểm cái tông soát đó, thì người nghe người ta dễ nghe hơn. Người ta cảm thấy đi sâu vô lòng người hơn. Nó là như vậy. Chính xác là cái tông người ta gọi là bass á, nó dễ, giọng trầm á, dễ thu hút hơn. Ngày xưa khi mà chị mới vào á, thì cái giọng chị cũng ở trên trời á, thì anh Công Vinh là cũng cùng lứa với chị Mai Trinh đây nè, là cũng là người mà hướng dẫn Kim Thanh á. Thì nó là Thanh ơi, mày muốn làm cái nghề này á, mày muốn cho có thính giả nghe á, thì phải hạ cái tông xuống. Ngày xưa mình nói Kim Thanh xin được mến chào các bạn, cái kiểu như vậy mình nghe không. Hồi đó mình nghĩ là cái giọng nó cao, nó sẽ thỏ thẻ, nó dễ chịu, tức là bản thân mình nghĩ như vậy. Nhưng mà anh nói không, khi mà mình nói như vậy cao, mình tưởng nghe dễ chịu, nhưng mà thật ra thính giả nghe đài họ sẽ nghe rất là chói, rất là khó chịu. Thế là bản thân mình bây giờ mình cứ phải tập, mỗi ngày mình tập gần. Bây giờ là kiểm soát á. Kiểm soát cho cái tông mình nó cầm của mình nó có âm sắc á, giống á, nó rất nặng. Thành ra bây giờ mình phải làm cho nó nhẹ đi. Mỗi lần ai nói tông cao anh em xuống. Lên tới nóc nhà thôi. Thiệt. Không, mà thật sự đúng là mình nghe rồi xong mà từ từ mình cũng thấy rõ ràng là bây giờ mình nói cao như vậy thì qua đài, qua tần số radio nó sẽ khuếch tán cái tiếng của mình nó còn cao hơn. Thành ra nó nghe nó còn khó chịu hơn là bản thân là nghe trực tiếp nữa. Bây giờ làm sao để mình có thể gọi là để cho cái tông giọng của mình nó nằm ở một cái quãng rồi là nó thấp thấp mà hay hay như vậy. Nó không dễ đâu. Nó cái giọng em nó đang nằm ở quãng đó đó. Đúng không, rồi. Em nghĩ là em may mắn là tại vì em đẻ ra vậy, chứ em không có được học hành, em cũng không được luyện tập gì với giọng này hết. Nhưng mà tự nhiên em thì em coi những cái phim mà tư liệu của nước ngoài á, đặc biệt những cái phim mà nói về thiên nhiên á, là người nước ngoài họ có những cái giọng mà nó sâu. Đúng mà rồi. Cảm giác là nó nằm còn dưới cả dưới nữa. Nó sâu lắm mà em không biết là làm sao mà nó thuộc về gọi là sinh lý cơ thể, là do họ bên Bắc Âu rồi bên Châu Âu cái giọng họ là như vậy, hay là họ đã luyện được cái giọng trời của họ sinh như vậy? Họ là cái dân tộc họ nó có những cái âm giọng như vậy. Và người Việt Nam mình mà muốn có những cái chất giọng như vậy cũng hiếm đó, chứ không phải là dễ có. Nó thí dụ như cỡ anh hay giọng của Đạt xà xuống vậy là cũng hết mức rồi. Có những cái giọng mà tưởng tượng dưới địa ngục luôn á, thiệt luôn á. Nghe em mà em rồi làm sao mà có được cái những cái giọng như thế này. Không, anh Châu á, anh Châu cũng là một anh Châu, nhưng mà dạo Châu gần đây á, anh có mấy môn đồ á, trẻ mà giọng nó già, nó gọi là nó đi xuống dưới địa ngục luôn á, mà nó còn trẻ. Anh nói trời, mày mới có 20 mấy tuổi mà giọng mày cỡ vậy, mày cỡ như chú Trung Châu nè, tao không biết mày xuống tới đâu nữa. Không, nhưng mà mình làm cái nghề này chắc là mình cũng sẽ có kinh nghiệm. Như bản thân Kim Thanh không phải là dạng voice talent, nhưng mà mình nhớ hồi xưa mình tập á, mình ý thức mình có thể là tập tại nhà, mình tập mình gần giọng mình xuống, và khi mình dẫn cái chương trình đó mình tập nghe cái giọng của mình, mỗi lần mình nói là mình ý thức được lúc đó mình đang nói như thế nào, mình nghe được lúc mình nói và mình kiểm soát được. Đúng vào rồi. Cái lúc đó đó từ từ nó cũng thành thói quen. Đúng thói không quen. Dạ. Giống như anh này, hồi lúc anh lên Sài Gòn anh học thì anh ở miền Tây mà. Dạ. Em biết dân miền Tây thì nói chuyện không có năng nót như vậy đâu. Anh còn nhớ mỗi lần mà bạn bè đi chơi, ê mày, rồi hồi mày có đi qua tao chơi không đó, cái giọng lúc nào nó cũng giống như cái vùng đồng bằng sông Cửu Long vậy đó, lúc nào giọng cũng sông nước bẹt nó bẹt bẹt. Đúng rồi. Khi mà anh lên Sài Gòn anh học thì anh nói ủa sao người Sài Gòn nói chuyện dễ thương vậy trời, sao mình không nói được vậy ta. Cái thế là tự học, tự về nhà lấy báo, giống như Đạt đi ra ngoài đường thấy quảng cáo thì lúc đó mình cũng tập nói lại, đọc sách báo và thích những cái màn đối thoại để mà mình nói giọng này xong mình chuyển qua giọng kia, mình nói ở làm sao để mà mình nghe được cái giọng mình nó chỉnh chu. Vậy mà đúng một năm sau khi anh về quê á thì ngồi nói chuyện bạn bè, ê Phi sao giọng mày lúc này nghe điệu quá mày. Cái nói ủa điệu là sao, là nghe ghê lắm mà. Nó không, tao nghe nó hay nhưng mà nghe nó không giống gì tụi tao. Lúc đó anh nghĩ ồ vậy là mình thành công, nó nói vậy là mình thành công.
Dạ, có một cái điều này nè, không biết là như là chị Trinh hay là anh Phi hay là Đạt có bao giờ gọi là bệnh nghề nghiệp hay không? Kim Thanh chưa có phải là voice talent nhưng mà mình có bị bệnh nghề nghiệp rồi đó à? Tức là khi mà có một người nào đó điện thoại cho mình mà mình chưa biết người đó là ai, là mình nghe cái giọng là tự nhiên là mình có thể thứ nhất là suy đoán họ là người như thế nào, tính cách ra sao, khoảng bao nhiêu tuổi, ngoại hình như thế nào, và thậm chí là mình nói là mình có thích cái kiểu người này hay không luôn. Và khi nào mình gặp cái người mà đối diện nói chuyện trực tiếp với mình qua giao tiếp á, là cái việc đầu tiên mình để ý không phải là cái người đó đẹp hay xấu, mà họ cất ra cái giọng nói thì mình lại chú ý bằng cái giọng nói nhiều hơn là về cái phần hình ảnh á. Không biết là mọi người có bị cái bệnh nghề nghiệp vậy hay không ạ? Chắc chị Trinh đó chứ gì? Đối với Mai Trinh đó thì tại vì cũng không có học qua trường lớp, tại vì thực sự là thiên phú từ nhỏ cho tới lớn. Giống như anh Phi là anh Phi phải lên Sài Gòn học, hoặc là Đạt phải nghe âm rồi xong, mà tại vì Đạt cũng là nhạc sĩ, cũng là ca sĩ, thành ra là Đạt nghiêng về cái phần kỹ thuật nhiều. Còn anh Phi á là anh Phi muốn đi theo một cái con đường giống như diễn viên, rồi sau đó là tự nhiên là trở lại lồng tiếng, là thành sao nói chung là cũng có một cái liên quan duyên rồi đó. Còn đối với Mai Trinh đó thì từ hồi nhỏ nó đã như vậy rồi. Tại vì không hề qua trường lớp gì, bộc phát luôn là coi như là có một cái năng khiếu trời cho. Coi như là vô một cái là cảm xúc liền, hoặc là nó đang vui hoặc nó đang buồn gì đó. Mà từ nhỏ luôn, là với lại song song nó cũng có ca hát. Thành ra đó cũng nó là một phần cái nó bổ trợ đó, đúng rồi. Tại vì ngày xưa em hoạt động phong trào đàn đội dữ lắm, rồi đi theo cái phong trào văn nghệ dữ lắm, nhưng mà là phong trào thôi chứ không phải là đi theo cái nghề. Rồi sau đó được ở đài, rồi đi coi như là đi rất nhiều cái hội nghị ngày xưa, nhưng mà thường là chính thống. Em đi theo đoàn đội. Thành ra là nó làm cho em nó trưởng thành một cái gì đó, thành ra là vô tự nhiên cái cảm xúc của em á, em không hề học một trường lớp nào hết, nhưng mà vô em biết khúc nào là như thế nào, lúc nào là như thế nào, là coi như là em dục vô hết, coi như là nó đâu vô đó hết, chứ thiệt ra nó không có trật. Thành ra là lúc mà nghe điện thoại đi chăng nữa, giờ nói là Thanh nói là giờ nghe điện thoại là Thanh sẽ bắt lượng là người đó như thế nào nhỉ ha. Nhưng mà có thể mình tưởng tượng sai, nhưng mà ý mình nói là về cái bệnh nghề nghiệp của mình á. Không, như mình không có thời gian để mình nghĩ cái đó luôn á. Và coi như là lên xong á, ok, nên như thế nào trong điện thoại, xong cái tới hồi gặp nhau làm việc. Thì tới lúc gặp nhau làm việc thì lúc đó là người đối diện mình như thế nào thì mình sẽ bắt cái đó, làm như nó có một cái gì đó là nó nhạy. Nó nhạy, thành ra là bắt được liền. Và coi như là mình biết là ở đó người ta đang cần gì, hoặc là người ta đang nghĩ gì về mình, hoặc là gì đó. Chỉ là vậy thôi, không biết phải bệnh nghề nghiệp hay không, nhưng mà bây giờ cứ hễ nhìn là biết được là như thế nào. Cái kiểu còn anh thì thành ra nó không giúp một cái phần trong công việc. Anh thì anh tách bạch ra được. Dạ. Cho nên không có bị những cái đó nó ảnh hưởng. Đó, đúng rồi đó. Nhưng mà chỉ có cái có một cái bệnh nghề nghiệp khác. Có nghĩa là anh đi bất cứ đâu, một cái chỗ bình thường thôi, nhưng ai đó cất giọng lên mà anh cảm thấy thích là anh muốn tìm cho bằng được. Anh muốn biết người đó đang ở đâu, làm gì, để chi. Công việc của anh là casting. Tại vì ổng có công ty. Công việc của anh là casting, săn. Cho nên là anh bị bệnh nghề nghiệp. Mỗi lần nghe ai hay vậy ta, giọng hay vậy, đó là bắt đầu tìm. Còn em? Dạ, em cũng không bị ảnh hưởng nhiều về bệnh nghề nghiệp. Nhưng mà trải qua cũng khá thời gian làm á, thì thực sự là em là người thích những giọng nói tự nhiên hơn là thích những giọng nói các bạn có kỹ thuật nhiều quá. Nắng nót. Tại vì cơ bản môi trường làm việc của mình đã nghe rất nhiều những giọng chỉnh chu nắng nót, thì em có khuynh hướng muốn nghe những giọng các bạn tự nhiên, các bạn cứ bộc lộ thoải mái cái giọng nói của mình đó. Thì em thích nghe những điều đó hơn là cứ nghe những giọng mà thật là đẹp ở trên TV, radio. Nhưng mà thật sự là khi mà mình giả sử mình dự cuộc hội nghị hay là tham gia một cái chương trình gì đó, mình ngồi nghe ở trên nói là bắt đầu mình để ý liền cái chất giọng là cái đầu tiên nó ập vô mình thích qua cái giọng nói nhiều hơn, đôi khi là nhiều hơn về mặt hình ảnh, đúng không? Đúng rồi. Đó là cảm xúc đó, đó là cảm xúc đầu tiên mà mình gặp được cái người. Thì mà có thể nói tóm lại là cơ bản là cái điều mà mình ấn tượng đó. Thứ nhất là giọng nói, thứ hai là cách nói. Thì khi mà làm công việc giọng nói rồi thì em để ý đến cách nói nhiều hơn là để ý đến giọng nói của mọi người. Vậy thì không biết là nếu như mà bây giờ mà các bạn trẻ đi, mà các bạn muốn theo đuổi công việc này, thì yếu tố cần của các bạn nó sẽ là gì?
là đăng ký gặp anh Đạt Phi theo lớp học. Là sao? Cái công việc đào tạo của anh thì nó cũng không phải là đại trà Bảo. Dạ. Mà nó chỉ là tìm nguồn cho cái công việc của anh thôi. Dạ. Cho nên thì nếu mà anh chọn thì bao giờ anh cũng chọn theo cái tiêu chí của anh hơn. Ừ. hơn là ai đó thích học thì cứ bị đóng tiền. Ừ. Cho nên vì vậy. Dạ. Đa số thí dụ như các bạn muốn học á thì bao giờ anh cũng đều hỏi là bạn đang làm công việc gì. Ừ. Để mình biết rằng là học có liên quan hay không. Sau đó nữa là bạn ấy có thể thu một đoạn ghi âm, bạn ấy đang đọc cái gì đó để mình có thể nghe được cái chất giọng bạn ấy. Nghe chất giọng đây không phải là giọng bạn ấy có đẹp hay không, mà là bạn ấy diễn đạt nó có hồn hay không. Ừ. Có cảm xúc hay không. Thì lúc đó mình mới bắt đầu nhận bạn ấy cho cái công việc đào tạo giọng sắp tới. Dạ. Nó là như vậy. Với em thì sao? Với em thì em cũng có công ty riêng, cũng có phòng thu và cũng đang cũng nghiên cứu về mặt âm học á. Thì em cũng nghĩ rằng nếu em là người chia sẻ những cái kinh nghiệm với các bạn thì cái yếu tố đầu tiên là em nghĩ rằng các bạn phải có một chất giọng rõ ràng trước đã. Thì như chị Mai Trinh nói là chị Mai Trinh cũng không có qua trường lớp gì hết, nhưng mà chị Mai Trinh sinh ra đã một cái chất giọng rồi. Thì từ đó nhờ kinh nghiệm sống mà mình có thể bồi dưỡng cái giọng nói đó. Thì yếu tố đầu tiên của em nghĩ rằng các bạn phải có một cái chất giọng gọi là rõ ràng trước đã. Và cơ bản là các bạn có một cái sự nhạy cảm về nghệ thuật nữa. Có nhiều người thì họ sinh ra thì họ không có những cái sự nhạy cảm đó. Thì cái công việc này không dành cho các bạn. Các bạn phải có những cái sự nhạy cảm về cảm xúc, về giao tiếp và cả về những cái sự đam mê và tìm tòi nữa. Ví dụ như em nghĩ rằng cái việc mà đọc sách hay là những cái việc mà mình chăm chỉ mình đọc thành lời á, không những giúp cho mình luyện được giọng mà nó cũng giúp cho mình có những cái kiến thức để mình có thể lấy những cái kiến thức đó ra làm cái vốn sống cho mình trong công việc giọng nói. Yeah. Yeah. Còn với chị Trinh thì cần phải có những cái điều kiện như thế nào ha? Đối với Mai Trinh đó thì nói chung là nãy giờ trong ba người á, thì Mai Trinh thuộc dạng là dễ dàng. Mai Trinh chỉ cần cảm xúc thôi. Và ở đây tức rất nhiều, coi như là nhiều lứa để vô đài mình là cũng phải qua tay chị để nhào nặng gì để lên sóng á. Thì chị chỉ cần, nếu mà lên radio thì phải cho người nghe một cái cảm xúc, tại người ta thấy mặt mình. Thì mình phải làm như thế nào để cho người ta biết là cái giống như cái chương trình hoặc cái chuyên mục mình làm á, là người ta tưởng tượng ra liền là mình đang làm cái chương trình hoặc tiếng mục đó. Nhưng chị thì bây giờ chị chỉ cần là tròn vành rõ chữ với lại có cảm xúc thôi. Thì chị, ai mà vô chị nhào nặng á, thì chị thấy có thể hợp với chương trình đó thì chị mới nói là được, còn không thôi chị khuyên đi qua mảng khác. Thì thực ra là không mấy được như vậy. Qua cái chương trình này thì các bạn nào muốn xin vào đài phát thanh mà vào tay chị chị Trinh, Mai Trinh, thì các bạn hãy chú ý cảm xúc và cảm xúc. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ hình như là chúng ta chưa nói nhiều đến cái chuyện là được gì mất gì với cái nghề nghiệp này. Dạ, chắc là muốn nghe câu chuyện cá nhân của từng người á. Anh thì anh chẳng thấy mình mất gì cả. Dạ. Mà thấy được thì nhiều hơn. Dạ. Còn mất thì mất điều. Mất đi cái tuổi trẻ của chúng ta là qua thời gian thôi. Còn cái chúng ta được là những công việc của chúng ta đang làm đó. Dạ. Và nó thay đổi càng ngày, nó thay đổi ở cái sự tiến bộ. Có nghĩa là mỗi ngày thời gian qua đi chúng ta lại tích tụ được thêm nhiều kiến thức, tích tụ thêm được nhiều kinh nghiệm để mà có thể gọi là bổ sung cho những lớp trẻ mà sau này mà làm việc cùng với chúng ta. Đó là như vậy. Chị thì giống như anh Phi vậy đó, nói chung là được không á anh Phi nhỉ? Đúng rồi. Được không á? Nói chung là không có mất đâu. Tại vì mất đi là mất đi cái số giống như là tuổi của mình á, càng ngày càng cao. Nhưng mà có điều ở đây là được nhất của em, đối với bản thân em nha, là trong cái nghề này, em tuổi em giờ cũng đâu có còn nhỏ nữa, 50, nhưng mà sao càng ngày giống nó càng trẻ. Mà trong cái nghề này cái giọng như vậy á, nó rất là thích hợp. Mà càng già mà giọng càng trẻ. Không già đi chút nào. Cánh đàn ông tụi anh á thì khi càng già thì giọng nó càng dày.
Đó. Còn nữ thì lúc nào nghe cũng dễ thương. Đúng rồi, nó mỏng. Giọng nó chị Mai, ngộ lắm, giọng Mai Trinh nè, giọng chị Thi Mai, giọng chị Thi Mai, giọng chị Kim Phụng, trời ơi, nghe ra là rụng tim á, tim nó rụng liền á. Theo cái dạng vậy á, mà mấy chị đâu phải nhỏ tuổi nữa đâu, chị Thi Mai, chị Kim Phụng còn lớn hơn chị nữa, nhưng mà cái giọng rất là nhìn thấy nó dễ thương, giống như con gái vậy đó. Dạ. Yeah. Còn đó. Với cưng thì như thế nào đây? Dạ em thấy được nhiều hơn là mất. Tức là làm nghề này không thấy vất vả gì luôn hả? Dạ, được khách, có những cái vất vả riêng thì chỉ chắc là những người trong nghề mới biết thôi. Dạ. Đó là một cái áp lực là phải giữ gìn giọng nói của mình. Thì ai đã từng trải qua cái việc mà mất giọng nói thì mới thấy đau khổ. Cơ bản là Đạt cũng đã từng trải qua một hai tháng trời là không nói được. Em không thể giao tiếp được. Bởi vì là có bị bệnh đúng không? Dạ, em... Bác sĩ nói là em sử dụng sai chức năng giọng nói quá nhiều. Một khoảng thời gian dài mình làm phim hoạt hình, mình làm phim Hàn Quốc hay là phim Đài Loan, Hồng Kông gì đó, mà mình sử dụng quá nhiều. Đó, giống như hồi nãy nói với Đạt đó, mình sử dụng bị sai tần số đó. Dạ, bị sai tần số. Thì có một khoảng thời gian em bị mất giọng nói. Wow. Thì với những cái người làm công việc này thì em nghĩ rằng cái nỗi sợ lớn nhất là mình không còn được làm nghề nữa thôi. Chứ còn công việc này thực sự nó mang lại cho những người làm rất là nhiều thứ, không cả về vật chất mà cả về những cái niềm vui tinh thần nữa. Đi đâu lâu lâu mà mọi người nhận ra cái giọng nói, hoặc là bạn bè hay nhắn là dạo này đi đâu cũng gặp Đạt hết. Kiểu vậy, vui. Mình gặp thấy vui lắm chị. Giống như là nghe lúc nào đi cũng nghe, giống như là Thanh nói á. Lúc nào đi đâu cũng nghe giọng hết chứ. Vô rạp phim mà nghe giọng anh Phi cũng thấy vui á. Đây là anh Phi, đây là anh Thiên Bảo, đây là anh Trung Châu, đây là chị Mai Trinh á. Thì như mình cảm thấy những người làm cái công việc đó xung quanh mình ai cũng tài hoa, ai cũng dễ thương hết. Dạ, thì đó là em nghĩ rằng làm công việc này thì được nhiều hơn mất. Chị, vậy là chắc là chị Trinh cũng sợ bị bệnh cảm lắm chứ, đúng không chị? Đọc bất cứ ai sợ thì đúng là sợ cảm thì ai cũng sợ. Nhưng mà sao có điều đặc biệt, cũng là cảm giống như giờ nói là chứ cảm ơn ông trời rất là nhiều cha. Cảm ơn trời đất. Cảm cách mấy cảm nha, nhưng mà em không có ảnh hưởng tới giọng nhiều. Giống như là lúc đó hơi sổ mũi thôi, hơi chút thôi, mà quảng cáo kêu trong lòng cũng sợ chứ. Mình đọc bình thường, nhưng mà sao tự nhiên vô đọc cái nó trong véo. Một sức mà mạnh vô hình nào đó. Khách hàng không hề biết mình đang bệnh cảm. Mà được con gái vậy nè, ăn uống thoải mái, hát hò bung luôn, nhưng mà qua ngày sau giọng vẫn ok. Là làm như nó có một cái gì đó, mình không biết trời phú cho mình hay là trời thương mình như thế nào. Nhưng mà trước giờ đúng là trong nghề rất sợ cảm, nhưng mà mình liên quan tới thanh quản á. Diêm họng đó là bi kịch lắm. Có một cái câu chuyện là trong nghề có những người là sinh ra chỉ để làm công việc đó thôi, là 100% sinh ra là để làm công việc về giọng nói. Thì em thấy rất là nhiều, như là chị Mai Trinh hay chị Kim Phụng, là những người mà sinh ra để chỉ làm công việc đó thôi. Có một cái câu chuyện hài mà có thật, là cũng là một voice talent rất là nổi tiếng, đó là anh Thiên Bảo. Thì vui lắm, buổi sáng Thiên Bảo đang trên đường chạy đến nơi để đọc quảng cáo, thì có nghĩa là xong là sẽ có một số tiền rất đáng kể, đúng không? Chạy tới đèn xanh đèn đỏ, bỗng dưng Bảo không còn nói ra tiếng nữa. Mất luôn giọng nói. Tự nhiên luôn hả? Tự nhiên không còn nói ra. Đang trên đường đi luôn. Đang trên đường đi, đang đậu đèn xanh đèn đỏ. Tức là cái... trước đó mọi thứ bình thường ha. Thì có nghĩa là bạn ấy có triệu chứng cảm thôi, nhưng không đáng kể. Cái bỗng nhiên đang đậu đèn xanh đèn đỏ, cái nó rồi bạn ấy tự động quay xe đi về luôn. Mà nói với khách hàng là không thể nào, làm sao đọc được với cái chất giọng đó bây giờ. Mà nhiều khi nói xong khách hàng tưởng nói chơi á, tại vì mấy người này nói được nhiều giọng quá, hiểu không? Nhiều khi là kiểu tưởng chê mình, nghe không? Em biết không? Không bao giờ khách hàng nghĩ rằng em chê. Bởi vì cái thu nhập á cũng được lắm hả? Được lắm, làm sao chê được. Cho nên là chắc chắn là phải bị bệnh hay gì rồi mới từ chối thôi. Nhưng mà anh có bao giờ anh rơi vào những cái trường hợp mà gọi là tạm giống vậy không? Trời ơi, anh còn bi kịch nữa chứ đâu phải trường hợp tạm. Anh chuyển ngã tư luôn. Tại vì đọc quảng cáo á, chỉ là thí dụ như trong một tuần đó có thể ta đọc một chớp, hay là nhiều khi nhiều lắm là ba chớp. Nhưng công việc của anh là công việc thường xuyên, mỗi ngày lồng tiếng, mà mỗi ngày đều phải nói, mà bây giờ cái vai mình đang đảm nhiệm mà mình bị tắc tiếng là làm sao nói. Cho nên là phải dừng lại tất cả mọi áp lại, thì nó đều kéo theo tới deadline, tiến độ, mà trong khi các diễn viên khác đã lòng rồi mình chưa lòng. Đó mới là cái đau khổ. Chị là chưa hề, không hề và chưa hề bao giờ bị tắc giọng. Xin lỗi chứ mà trộm và
Và sau này á thì mới phát hiện, bắt đầu từ từ mình mới kiểm soát được. Thí dụ như khi mình phát hiện mình viêm họng là cái đầu tiên là mình không dùng nước đá. Đúng rồi. Đó. Rồi, cái giá. thứ hai giá với gì đó nó chậm lắm. Cho nên là đầu tiên khi phát hiện viêm họng không còn cách nào bằng cách đi gặp bác sĩ. Và khi dùng thuốc vô thì cái chuyện nó sẽ không bao giờ bị tiến triển nữa. Đó là như vậy. Cho nên mình phải tìm hiểu lý do tại sao có những ca sĩ, tại sao không họ hát hoài, không tới mùa cảm họ vẫn hát, thì họ cũng có cái cách của họ. Dạ, đa phần là mọi người cũng chích á. Cái này chắc Bảo cũng biết mà, đúng không? Em cũng từng phải chích một mũi. Tại vì nói không ra luôn. Nói không ra tiếng. Ủa, nhưng mà chích nói ra không? Dạ ra. Dạ, vậy hả? Chích là thần kỳ luôn. Ủa, á. Bệnh nặng cỡ nào chích có hai nơi, có hai nơi ở thành phố Hồ Chí Minh này, có hai nơi. Vậy hả? Anh cũng đã được chỉ gần đây thôi. Dạ. Là cô học trò MC Thanh Giang á. Dạ. Thì nói trời ơi, thầy bây giờ thầy tắt tiếng rồi mà ngày mai phải nói làm sao bây giờ. Cái nói em biết một chỗ chỉ cho thầy, là đường Quỳnh Văn Bánh, mà anh bác sĩ đó lại là chồng của MC gì ta, cũng là một người làm công việc MC trong đài truyền hình luôn. Dạ. Thì vào đó thì bác sĩ tiêm cho một mũi và dặn là anh hạn chế nói hết mức có thể trong ngày hôm nay. Thì trời, em biết lúc đó anh nói chuyện không ra một chữ nào luôn á. Vậy mà một giấc ngủ thôi, qua ngày hôm sau là nói là được. Nhưng đương nhiên là 100% là chưa. Đúng rồi, đúng. Nhưng mà cũng được khoảng 50%. Qua ngày thứ hai là bắt đầu nói, khoảng 3 ngày sau là cái giọng trở lại bình thường. Chắc là Đạt chưa biết chỗ đó đúng không Đạt? Dạ, em thì trải qua cái đợt mà 1 tháng, 2 tháng không mất giọng á, thì em cũng làm rất là nhiều cách rồi. Cho nên lỡ như nha, mà nếu mà em có bị vấn đề gì nữa thì cái cách tốt nhất em nghĩ em nên làm là em hãy dừng nói lại và tập trung vào sức khỏe của mình hơn. Đúng rồi. Dạ. Dừng nói mà lại chỗ Quỳnh Văn Bánh. Dừng nói mà là chỗ Quỳnh Văn Bánh. Dạ. Thật ra em nghĩ là cái giấc ngủ đã ảnh hưởng cái giọng nói kinh khủng. Dạ. Đúng rồi. Ngủ đủ thôi. Chứ mình thử mà một đêm mình không làm gì hết chứ mà cứ thức tới 2-3 giờ sáng ngồi coi phim á, là qua ngày hôm sau cái giọng mình nó giọng nó có hột liền. Dạ. Có hột. Đúng rồi. Dạ. Thì hồi nãy như anh Phi có nói là không ai chê đâu, tại vì thu nhập cũng được lắm. Cho nên là có lẽ là chúng ta cũng nói một chút xíu về cái chuyện này đi, là làm cái nghề liên quan đến voice talent thì sống tốt lắm hay không ạ? Mà cái mức độ sống tốt của chị Kim Thanh là khoảng 80-90 triệu một tháng anh. cái đó thì nó cũng tùy vào cái đó, giống như Bảo nói đó, cái đó tùy vào cái tiêu xài của mỗi người hàng ngày thôi. Dạ. Chứ không, mình so với mặt bằng chung đi anh. So với mặt bằng chung thì ta không nên xem cái chuyện đọc quảng cáo là cái công việc mà gọi là gì, công việc chính được. Bởi vì đâu phải là lúc nào cũng đều. Đúng rồi, đó. Đâu phải lúc nào cũng đều. Cho nên là chúng ta phải có một cái công việc nói khác. Rồi cái công việc nói đó là cái công việc thu nhập khá mà không ổn định. Yeah. Thực ra em nghĩ là nếu như mấy bạn trẻ mà muốn bắt đầu với nghề này, là có một cái mà hồi nãy anh Đạt anh có nói là đọc audiobook cho mấy người bị khiếm thị á. Tại vì xưa em từng làm cái phóng sự đó ở trong thư viện ở trên đường Lý Tự Trọng, đúng không ạ? Là coi như là lúc đó em mới vô nghề luôn, em không hề biết cái công việc này. Nhưng mà em theo anh Phú Lộc thì cũng là một cái giọng rất là đẹp, thì là anh nói là bạn nào muốn thử vô đây đi, cầm sách đọc, cứ đọc từ ngày này qua ngày khác, rồi cứ ngồi nói chuyện hết với cái bảng hiệu, nói chuyện với cái xe máy của mình, nói với tất cả mọi người để mình biết được là mình kiểm soát được cái trường độ của mình nói như thế nào, cái tốc độ mình ra làm sao, rồi cái cao độ của mình nữa. Thì đó là cái cách mà em nghĩ là mấy bạn có thể tập được. Còn tiền thì em nghĩ là có đó, có lụm được hay không thôi, chứ tiền là có đó. Nói chung là như vậy nè em, làm công việc nào cũng vậy, mình phải có yêu. Chứ không phải là vì nó có tiền đó nhào vô thì đâu, bảo đảm bạn sẽ không bao giờ làm được. Đầu tiên mà hãy quên cái vấn đề tiền bạc qua bên đi, và hãy làm với cái đam mê của mình. Thì cái đam mê đó, cái tình yêu đó, cuối cùng nó sẽ giúp bạn ngược trở lại bằng kinh tế. Đó. Đối với Đạt nè, một người trẻ nè, vào nghề cho tới bây giờ coi như là trẻ so với chị Trinh với lại anh Phi, nhưng mà cũng gọi là thâm niên khi mà có tận 10 năm làm nghề này. Thì mình thấy là mình bắt đầu cái công việc này cho tới bây giờ thì cũng như là thu nhập, mức độ ổn định cuộc sống và mình sống với voice talent nó có thoải mái hay không? Dạ, với công việc này thì cũng tùy thuộc vào những cái công việc, cái vị trí cũng như là cái người voice talent đó là ai thì mới đảm bảo được là cái mức thu nhập nó ổn định. Đối với riêng Đạt thì cái công việc nó cho Đạt không những về cái sự ổn định mà nó cho Đạt nhiều cái giá trị trong cuộc sống nhiều hơn.
như hồi nãy Bảo có nói là mình có thể đóng góp cho những cái hoạt động cộng đồng, cho những hoạt động xã hội bằng bằng chính giọng nói của mình, thì cái điều đó nó làm cho em vui hơn nhiều so với việc là mình chỉ sử dụng giọng nói của mình vào mục đích kiếm tiền thôi. Ví dụ như là mình có thể đọc radio những chương trình về cộng đồng, mình có thể góp giọng vào những thư viện sách nói dành cho người khiếm thị, hoặc là mình có thể đọc những cái tản văn mà góp phần mang lại cảm xúc cho mọi người, hoặc là khi mà mình tham gia một cái bộ phim nào đó mà bộ phim đó có mang tính giáo dục cao hoặc là một bộ phim hay thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Thì đối với em thì công việc này nếu mà mình cố gắng, mình duy trì và mình ngày nào mình đào luyện nó thì em nghĩ rằng đó cũng là một công việc gọi là có thể ổn định được. Nhưng mà nó cũng phụ thuộc vào bản thân rất là nhiều và phụ thuộc vào những cái tình hình chung của ngành quảng cáo. Thì nhiều khi nó như một cái bộ máy và cái guồng quay nó không ổn định thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Thì Đạt đồng ý với anh Phi rằng nên có một cái công việc khác ổn định hơn để mà mình có thể duy trì được cái niềm đam mê này. Mặc dù vậy chứ, nói là nói chứ, mỗi lần mà chị Trinh đi đọc spot quảng cáo là ở đây tất cả anh chị em đều ngưỡng mộ, nói trời, chị Trinh chỉ tốn một bao nhiêu thời gian đó thôi mà được cát xê là như vậy, trời quá khủng khiếp, mà đâu phải là ai cũng được cái duyên như vậy đâu. Đó, cho nên là nó cái mức thu nhập nếu mà tính ra từng cái job lẻ thì nó cũng khá là đáng kể, đúng không? Khi mà khi làm công việc này thì nó cũng có một cái nữa rằng không biết là anh Phí có cảm nhận được không, nhưng mà cái ngành quảng cáo thì ngày càng trẻ hóa đi và họ đòi hỏi những cái tiêu chí khác đi nữa. Thì cơ bản là bản thân em á, em cũng phải làm mới em mỗi ngày về cả chất giọng, về cái cách làm việc và cả những cái phong cách đọc nữa để mà có thể theo kịp cái guồng quay đó. Thì thực sự rất là khó khăn khi phải nhìn nhận là cái công việc đọc quảng cáo là công việc chính thức, nó vẫn chưa được nhìn nhận là một công việc có thể là đảm bảo 24-24%, 100% về thu nhập của mình được. Bởi vì cái guồng quay nó phát triển liên tục và những người hoạt động trong cái lĩnh vực đó cũng phải làm mới mình mỗi ngày. Thì cái việc đó nó cũng là thử thách cho những người làm nghề. Nói chung là tại vì mình cũng có may mắn là mình có mỗi công việc chính của đài rồi. Thì cái công việc đó chỉ là công việc phụ. Thì nó có thêm một cái, nói chung là nó thoải mái, giống như nãy Thanh nói á, là tiền hay là sao đó, nó nhiều cái gì đó. Cái đó là nó phụ giúp cho cái công việc chính của mình, nhưng mà nó không có ổn định. Tại vì có tháng rất là nhiều và có tháng không có. Giống như kỳ năm nay là cái dịch Covid đó, nó đã chiếm biết bao nhiêu rồi. Thành ra nó cũng cái phần quảng cáo nó cũng ít đi. Đó, nó có, nó nói vậy chứ đó là ăn theo thời vụ đó. Nếu nói đúng là như vậy. Chứ còn cái công việc thì tất nhiên mình phải đặt hết cái vậy đấy. Chị Kim Thanh với Quang Bảo có để ý thì những người làm công việc đọc quảng cáo thường thường là những người có công ty riêng hoặc là những người làm theo đài phát thanh. Có một công việc ổn định, là một công việc ổn định chứ để có thể đó là nghề chính thăng hoa và công việc phụ. Như em là trong mùa dịch công việc ổn định nhất của em là dẫn radio đó. một tháng một số đó, ổn định nhất của em. Đừng nói đùa với Bảo. Nhưng mà nói gì nói chứ thiệt ra thì Kim Thanh nghĩ là cái nghề này hiện đang là một trong những nghề mà các bạn trẻ rất là thích. Hình như là nhiều bạn đang bắt đầu quan tâm đến cái việc mà lồng tiếng phim như thế nào nè, có cơ hội để trải nghiệm giọng nói ra sao, rồi đọc spot quảng cáo. Kim Thanh thấy là hình như là các bạn để ý nhiều hơn hồi trước, không biết là có đúng hay không, là đặc biệt hai người có công ty là Đạt và anh Phi nè. Hồi nãy có chia sẻ ở ngoài chương trình á, là cái nghề lồng tiếng hiện nay là gọi là đệ nhị. Còn đệ nhất là không phải là lồng tiếng mà các bạn đang theo đuổi. Đệ nhất là MC. Bảo đồng ý không? Là cạnh tranh dữ lắm đúng không rất, Bảo? Rất nhiều. Rồi các bạn nô nức, gọi là nô nức luôn đi học làm nghề MC. Rồi, tại dẫu sao là lên hình nó vẫn hơn. Đúng rồi. Cái kiểu mấy bạn bây giờ mấy bạn nghĩ là vậy. Đó. Còn lồng tiếng thì mình thấy bây giờ cũng mở trường mở lớp rất là nhiều ở bên ngoài. Chắc có lẽ là mở ra để cho các bạn trải nghiệm. Anh nghĩ rằng là các bạn muốn trải nghiệm về cái công việc lồng tiếng như thế nào đó. Chứ không thể nào các bạn chọn cái công việc lồng tiếng là một công việc mưu sinh được. Tại vì hiện nay thì
cái bản thân cái công việc lồng tiếng nó cũng không phải là hot giống như là cái công việc MC. Bởi vì cái thu nhập của lồng tiếng nó không thể nào so sánh bằng cái công việc MC và cái công việc đọc quảng cáo. Tại vì lồng tiếng nó là một cái mảng khác thôi. Đó, còn đọc quảng cáo là một cái level khác nữa. Cho nên là nó là như vậy đó. Tình hình là hiện nay là học lồng tiếng thì nhiều nhưng mà chưa chắc là dùng cái công việc lồng tiếng đó cho cái công việc sau này. Thì sẵn tiện nên cũng chia sẻ về cái vấn đề lồng tiếng. Thí dụ như trước đây chúng ta không có sự lựa chọn ở những nhóm lồng tiếng, thí dụ như TVB thì là cái nhóm đó, ATV là nhóm đó, rồi phim này phim kia. Nhưng sau này khi mà xuất hiện HTV3 là lồng tiếng phim Hàn Quốc, là một cái thể loại mới hoàn toàn, mà từ đó giờ người Việt Nam mình chỉ xem Hồng Kông với lại Đài Loan thôi. Thì các bạn trẻ đó lại lồng theo một phong cách mới. Và phong cách đó, đương nhiên cái gì nó mới là sẽ không bao giờ được tiếp nhận ngay đâu, mà các bạn sẽ bị gạch đá chọi rất nhiều. Đó. Và anh cũng là một trong những người ngồi nghe những bộ phim Hàn Quốc mà lúc đó một trong là Tiến Đạt cũng là một trong những người là tiên phong trong cái việc lồng tiếng phim Hàn Quốc và một phong cách mới. Và đầu tiên anh cũng cảm nhận là sao các bạn nói nó không giống như mấy phim bộ trước đây. Đó, thí dụ như Hồng Kông, anh nói thí dụ như Hồng Kông đi. Là em à, tao sẽ lấy bù chị. Em có chuyện gì bù anh hay không? Đó, là bởi vì như vậy nè. Bởi vì tiếng Hoa nó không có nói chậm như người Việt mình đâu. Mà nó xíu lộn thôi, sao chỗ thôi nó kiểu vậy. Còn Hàn Quốc nó lại có một phong cách nói khác. Cho nên nếu như mà tụi anh quen lòng phi Hồng Kông rồi mà nhảy qua lòng phi Hàn Quốc thì cái cách nói nó cũng sẽ gần nghe cái là em có cảm giác được là đang làm phim Tàu. Đó. Nhưng cái cách lồng tiếng của các bạn mà làm bên HTV3 thời đó thì mình nghe rất là đời. Đó. Nói sao? Nói sao đây? Lúc đó là em buồn quá, em có chuyện gì với anh hay sao? Thì Đạt sẽ nói giống bây như giờ nói thử thì Đạt sẽ nói giống như bình thường vậy thôi. Dạ, đúng đó, là ý anh là chị Kim Thanh ơi, tại sao chị buồn vậy? À, có nghĩa là anh không nhìn các bạn theo một thái độ tiêu cực mà anh nhìn các bạn ở một cái tìm tòi. Thì khi mà anh xem cái bản gốc rồi anh nghe lại cái bản tiếng Việt thì anh thấy là các bạn đang nói theo đúng cái tông giọng của nhân vật. Và cái lồng tiếng nó rất là quan trọng về tông giọng. Bạn phải nói đúng cái tông giọng đó thì bạn mới cảm giác được nó mới ăn mặt. Người ta gọi là ăn mặt á, ăn giọng là như vậy. Còn khi các bạn nói chuyện thì các bạn nói nghe rất bình thường. Ví dụ như, ủa sao hôm nay khỏe vậy? Hôm nay sao không được khỏe vậy? Đặt có nghĩa là nói bình thường rất đời. Thì người nghe người ta không quen. Nhưng mà dần dần nó định hình thành một cái phong cách lồng tiếng khác. Và nó thay đổi cái cách nhìn nhận của trước đây. Thì đó là anh nghĩ đó là một cái sự thay đổi mà nhờ lớp trẻ nó có một cái phong cách lồng tiếng hiện đại hơn đó. Và chính điều đó anh cũng học hỏi được rất là nhiều. Cái này hôm nay anh mới chia sẻ với Đạt là anh cũng học hỏi được rất là nhiều, anh thay đổi rất là nhiều về cái cách lồng tiếng sau này. Yeah. Đó. Yeah. Chứ không là kỹ sư là huynh đài à. Cái đó là trước nữa. Cái đó là khi đó miền Việt Nam mình chưa có cái phim lồng tiếng thì bị cái kiểu lồng tiếng ở bên nước ngoài. Mà nước ngoài là đã biết sao anh cũng tìm hiểu và anh thấy rằng là không phải là họ cố ý là họ nói như vậy đâu. Cái nhóm mà là như vậy. Phim bên Mỹ đúng không anh? Cái tiếng Hoa bao giờ cũng hay à. Người xuất sầm à. Thì người Việt mình á khi lồng tiếng bị cuốc theo cái gốc. Người ta là hay à thì mình cũng ai da. Đó. Ây da, người ta sao vậy hả? Đó là thời xưa đó. Tại sao vậy hả? Mùi có biết là Huynh ngày đêm thường thường nhớ mùi hay không hả? Bây giờ mà mỗi khi lồng tiếng là trong cái tai anh, mỗi lần ai cất giọng lên anh nữa, ngoài đời có nói vậy không? Nói dạ không? À, ngoài đời không nói vậy, được nói vậy nha. Đó, là như vậy thì nó sẽ trở nên đời. Lồng tiếng sao mà bên ngoài nghe sao ở bên trong mình cũng nói như vậy. Đó, thì nó gần gũi hơn. Nhưng mà riết nó cũng hình thành một cái thói quen đó anh. Tại vì nếu mà phim TVB ấy, mà bây giờ mà nói đời vậy là nghe không được anh. Phải nghe kiểu kia mới nghe quen anh. À, cái gì nó cũng đòi hỏi phải có thời gian á. Thì cái con đường mà mình đi riết nó cũng thành lối mòn. Nó là như vậy. Nhưng mà tại vì ngày xưa mình bị ám ảnh về cái giọng đó rồi. Đúng nghĩa là gọi là bị ám ảnh luôn á. Thì bây giờ là nếu như mấy lớp trẻ sau này mà nếu mà coi những cái bộ phim đó mà cái phiên bản lồng tiếng khác thì chắc chắn là họ sẽ quen với cái phiên bản mới sau này thôi. Chứ do mình bị dán nhãn vô trong đầu rồi không thay đổi được. Đúng không Mùi Mùi à?
Thì bây giờ để chốt lại cái người trong nghề số phát sóng của chúng ta về Voice Talent, thì có lẽ là Kim Thanh cũng muốn nhờ anh Đạt Phi, chị Mai Trinh cũng như là Hồ Tiến Đạt á, mình chia sẻ những cái gì mà mình suy nghĩ về nghề của mình, về cái công việc của mình làm từ trước cho đến giờ, và mình muốn chuyển một cái thông điệp gì đến những người đang quan tâm đến cái nghề nghiệp này và có thể là họ cũng muốn dấn thân vào đó. Chắc là mời anh Đạt Phi trước ạ. Nếu mà chia sẻ thì anh chị cũng nói ngắn gọn thôi. Đối với anh thì không chỉ riêng cái công việc lồng tiếng hay là đọc quảng cáo hay là làm MC, mà chúng ta làm bất cứ ngành nghề nào thì đầu tiên là mình phải tự hỏi bản thân mình là mình muốn làm gì, và khi mình làm công việc đó mình có yêu thích nó hay không, và nếu yêu thích nó thì hãy theo nó tới cùng và đừng có bao giờ bỏ cuộc, và bạn hãy theo nó và hãy làm với tất cả cái tình cảm, cái tình yêu, thì chắc chắn là bù qua thời gian ít hay nhiều do bản thân mình thì bạn sẽ thành công thôi. Yeah. Đó có nghĩa là mình làm đừng có thấy rằng là cái công việc đó nó hot quá, nó nhiều tiền quá rồi chúng ta sẽ theo nó, nhưng cái quan trọng là cái năng lực chúng ta có theo nó hay không. Đó là như vậy. Chị Trinh thì chỉ như là cái câu hỏi mà Kim Thanh đặt đó, thì anh Phi ảnh đã nói hết coi như là bao gồm tất cả hết rồi. Bây giờ muốn làm cái gì, ước mơ thì mình phải thực hiện được cái ước mơ đó và thấy đúng cái năng lực của mình hay không. Đó mới là điều quan trọng. Chứ nhiều khi mình thích theo cái kiểu mà theo thời vụ. Thời vụ. Ôi trời, mình thấy MC, trời hot quá, tiền nhiều quá, xong mình đi theo, nhưng mà thực ra thực lực không có. Thành ra là cái gì cũng vậy, phải bỏ tâm vào và làm hết mình. Thì tất nhiên nó sẽ đem lại một kết quả tốt đẹp. Vậy thôi. Chứ anh Phi anh nói hết rồi chị. Anh cũng chia sẻ nhiều khi nhiều bạn rất là thích lồng tiếng đạt. Yeah. Có nhiều người là họ đam mê lồng tiếng điên cuồng luôn, nhưng giữa cái đam mê và cái thực lực nó hoàn toàn nó ngược lại nhau. Đúng. Yeah. Đó. Nó hoàn toàn nó ngược lại nhau. Thì anh luôn luôn có một lời khuyên chân thành dành cho những bạn như vậy là em có tình yêu với nó, em đam mê nó là đúng, nhưng mà cái khả năng của em nó không thể nào đáp ứng được, thì tốt nhất em đừng có theo nó. Bởi vì khi ta theo một cái gì đó, ta đều muốn ta trở thành một con người xuất sắc, chứ không muốn trở thành một con người làng nhàng được, trung bình. Đó, nếu đã không xuất sắc thì tốt nhất đừng theo. Đó, bởi vì chỉ khi bạn làm công việc của bạn, bạn làm tốt công việc của bạn bất cứ ngành nghề nào, thì tự động cái cuộc sống kinh tế nó sẽ đi theo với lại cái khả năng của bạn. Ta sẽ trả tiền cho bạn nếu bạn ở 9 điểm 10, chứ không phải trả tiền cho người điểm 5 điểm 6. Đúng rồi. Dạ, tất cả những gì mà Đạt muốn nói thì anh Đạt Phi cũng như chị Mai Trinh cũng chia sẻ với quý vị thính giả rồi. Thì Đạt cũng có một ý muốn bổ sung thôi, nó từ trải nghiệm của mình. Những người mình còn bơ vơ, những người mình còn hoang mang về công việc của mình và mình chọn ra được cái con đường của mình để mình đi và hết mình với nó, thì Đạt nghĩ sẽ thật may mắn nếu như các bạn trẻ có tìm cho mình được một người dẫn đường, một người có thể đưa ra được cho các bạn lời khuyên, một người có thể gạt bỏ đi ước mơ của bạn và tìm cho bạn một ước mơ khác. Thì nếu mà có cơ hội á, thì các bạn hãy tìm cho mình một người dẫn đường thật là tin cậy. Ví dụ như là anh Đạt Phi, hay thậm chí là bản thân Đạt cũng có thể nhận những tin nhắn của các bạn trẻ, và mình sẵn sàng nghe các bạn, nghe giọng của các bạn và đưa ra những lời khuyên trong khả năng của mình. Thì Đạt nghĩ rằng ngoài những cái yếu tố mà anh Phi và chị Mai Trinh chia sẻ, thì Đạt nghĩ rằng các bạn hãy cần tìm cho mình một người dẫn đường thật là tin cậy để có thể đồng hành cùng các bạn trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Dạ. Rất là cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay rất là nhiều, bởi vì thông qua câu chuyện của các vị khách mời, chúng ta một lần nữa thấy được lại rất nhiều những ký ức chúng ta đã từng trải qua với những bộ phim chúng ta được xem, có những đoạn quảng cáo chúng ta được nghe. Thông qua chất giọng của các vị khách mời ở đây, thì bạn nghĩ rằng là cái điều mà anh Đạt hồi nãy chia sẻ ở cuối cùng là một cái điều là dành cho những ai mà thích công việc này, thì nếu như mà yêu thích cái việc lồng tiếng phim hay là những cái dự án của anh Đạt Phi thì có thể liên lạc với anh Đạt Phi để anh dẫn đường. Còn nếu như mà muốn vào đài thì hãy gặp cái đẹp Mai Trinh ở đây, gái sẽ sàng lọc rèn giữa các bạn để giúp các bạn có thể lên sóng, mà chương trình nào thì chưa biết. Nếu như mà cần thêm một người dẫn đường mà đẹp trai
đọc xoáng bớt quảng cáo nhiều. Thôi quảng cáo kiếm tiền nhiều thì gặp anh Tiến Đạt. À, gặp anh Tiến Đạt thì bạn có nhiều con đường để đi lắm. Ví dụ như bạn có thể lồng tiếng nè, bạn có thể đọc quảng cáo nè, và nếu mà có giọng hát nữa thì bạn cũng có thể hát hò nữa. Biết rồi, vì... sáng tác ảnh tặng. Đúng rồi. Dạ, vâng, cảm ơn các khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay rất là nhiều ạ.